Chúng ta đã thấy slide trên màn hình chưa? Dạ rồi. Lớp trưởng. Dạ thấy rồi. À thấy rồi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học cái phần điền tâm đồ. À, điền tâm đồ. Thì các bạn biết rồi đó. Điền tâm đồ là một cái kỹ thuật thăm dò chức năng rất có giá trị trong vấn đề chẩn đoán, theo dõi điều trị tiên lượng các cái bệnh lý về tim mạch. Trong cái học phần sinh lý học thì có cái thực tập về điền tâm đồ. Thì trong cái điền tâm đồ này chúng ta sẽ có giờ thực hành là 12 tiết. Thì 4 tiết đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lý thuyết về điền tâm đồ cơ bản. À, 4 tiết tiếp theo thì chúng ta sẽ được thực hành trên máy. Tức là chúng ta phải đến trường đó, để được giấy sử dụng máy điền tâm đồ. Chúng ta đo cho nhau đó, chúng ta biết cách đo. Và 4 tiết cuối cùng là hướng dẫn các bạn đọc kết quả. Sau khi đo thì cầm cái tờ điện tâm đồ lên là chúng ta đọc kết quả như thế nào đó. Thì hôm nay là buổi đầu tiên trong cái phần thực tập điện tâm đồ đó. Và trong phần này thì dĩ nhiên chúng ta nói về lý thuyết về điện tâm đồ. Muốn làm, muốn thực hiện, muốn đo, muốn đọc thì chúng ta phải biết về nó trước đã. Thì buổi tiếp hôm nay thì chúng ta nói về cái lý thuyết về điện tâm đồ. Thì muốn học điện tâm đồ thì chúng ta phải học trong một phần sinh lý tim mạch. Thì bài sinh lý tim mạch thì chúng ta đã học rồi, đúng chưa? Thì hôm nay chúng ta tiếp theo, vì trong cái phần sinh lý tim mạch, ở cái phần người ta gọi là một số biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim, trong đó có cái gì điện tâm đồ. Thì hôm trước tôi dạy cho các bạn, tôi cũng nói thì điện tâm đồ chúng ta sẽ học riêng. Thì bây giờ các bạn nhìn lên cái slide đầu tiên về điện tâm đồ. Các bạn thấy có 3 cái hình ảnh. Đây, hình ảnh này là 1, hình ảnh này là 2, hình ảnh này là 3. Các bạn có thể nói ý nghĩa của các hình ảnh này được không? Lớp phải học tập. Em nhìn 3 cái hình này thì em cho tôi biết ý nghĩa của từng hình ảnh, hay là tôi chỉ lên cho vui mắt vậy thôi? Lớp phải học tập đâu rồi? Lớp phải học tập đâu rồi? Lớp phải học tập cả đi học không? Lớp phải học tập cả đi học phải không? Lớp trưởng. Dạ. Lớp phải học tập cả đi học không nữa? Dạ, để em cho mình coi. Em định nhắn giúp thầy thử là ai vặn nha. Dạ. Dạ, em đây thầy. Sao lâu ghê nữa? Dạ, dạ, này em... Dạ không? Ừ. Dạ. Bây giờ ba cái hình ảnh trên slide đầu tiên này, em có biết ý nghĩa của ba hình ảnh này không? Các bạn khi thầy hỏi á, là cứ trả lời liền đi, trả lời không được, được gì đọc một ký trả em với thầy để thầy biết có đi học không? Đó, cho đừng có để túy tại không khi nào mình lên tiếng. Thầy là có một cái hình đường ghi điện hệ hoạt động. Hình này, hình này á, hình này có những cái liên hệ gì nhau không? Có ý nghĩa gì không? Dạ. Trả lời được không? Dạ, em như việc đường rồi đường ghi điện hệ hoạt động. Mời bị đoàn, trả lời được không? Dạ, dạ thưa thầy, em nghĩ là cái đường này là nó thể hiện cái nhịp hay là cái lực đập của cái quả tim ở từng giai đoạn khác nhau. Hình nào? Dạ cái hình, cái đường một. Hình 2, hình 3. Hình 1 này có ý nghĩa sao, hình 2 có ý nghĩa sao, hình 3 có ý nghĩa sao? Và ba hình này có liên hệ gì với nhau không? Hai tôi chỉ chịu lên cho vui mắt thôi. Dạ, dạ có liên hệ với nhau. Dạ. Liên hệ như thế nào? Rồi thôi để đỡ mất thời gian. Hình đầu tiên là hình hoạt động của gì? Của tim chúng ta, đúng không? Chẳng thể tim đã có bóp cái gì nữa, đúng không? Đó, hình đầu tiên chính là hình hoạt động có bóp của tim. Hình thứ hai, các bạn phát hiện ra cái gì trong cái hình thứ hai hay không? Nếu học giải phẫu
Hình thứ hai đang nói về cái gì đấy? Ra cái phần hệ thống tân kính ạ. À, hệ thống dẫn truyền tự động có trong tim. Tim chúng ta muốn có bóp được là nhờ cái hệ thống dẫn truyền tự động này đấy các bạn. Đó, hệ thống dẫn truyền tự động gồm có nút xoắn nhị, đó, sau đó là nút nhị thấp, sau đó là bỏ hít phải và bỏ hít trái và màn Purkin. À, nhờ cái nút xoắn nhị này phát ra xung động mà gây có bóp hoạt động của toàn bộ quả tim đây. Thấy chưa? Đó, như vậy hình thứ hai cho chúng ta hiểu được cơ chế hoạt động của tim. Tim hoạt động có bóp được là nhờ hoạt động của hệ thống dẫn truyền tự động có trong tim này. Hình thứ ba là sao? À, như chúng ta thấy đó, khi tim hoạt động phát ra một cái dòng điện đó, và dòng điện này được ghi lại bằng những đường cống này đó, hay đường cống này chính là đại diện cho hoạt động điện của tim đó. Khi tim hoạt động như vậy phát ra một dòng điện đó, và dòng điện này được ghi lại bằng những đường cống này đó, và đường cống này tôi gọi là cái gì đấy các bạn? Điện tâm đồ đó. Như vậy ba cái hình này có ý nghĩa chứ mà tôi chịu lên trong mũi mắt cho các bạn đâu. Như vậy chúng ta nói rằng điện tâm đồ là gì? Đó, điện tâm đồ là gì? Điện tâm đồ là một đường cong ghi lại các điển thiên của các điện lực do tim phát ra trong hoạt động có bóp. Như vậy khi tim có bóp như vậy phát ra một cái dòng điện, và cái chúng ta ghi lại các cái điển thiên của các điện lực do tim phát ra trong hoạt động có bóp thì nó biểu thị bằng những cái đường cong này. Đó, điện tâm đồ là một đường cong ghi lại các điện thiên, các điện lực của các điện lực do tim phát ra trong hoạt động có bóp. Như vậy các bạn hiểu nôm na, khi tim hoạt động có bóp phát sinh ra một dòng điện và cái đường cống ghi lại điện thiên dòng điện này thì tôi gọi là điện tâm đồ. Như vậy các bạn hiểu điện tâm đồ là vậy. Bây giờ chúng ta đi qua nội dung thứ hai, đây là khái niệm đúng không? Điện tâm đồ là gì? Khi người ta hỏi điện tâm đồ là gì, chúng ta nhớ điện tâm đồ là cái đường cống mà ghi lại điện thiên của các điện lực do tim phát ra trong hoạt động có bóp. Chúng ta lưu ý như vậy. Bây giờ chúng ta muốn đọc điện tâm đồ thì chúng ta phải có cái giấy ghi lại cái đường cống đó và cái tờ giấy ghi lại cái đường cống đó, thì người ta gọi là giấy điện tim. Thì bây giờ trên cái giấy điện tim này chúng ta sáng thử người ta định chuẩn như thế nào trên cái giấy điện tim. Đây, đây chính là một cái băng giấy điện tim. Thì các bạn thấy đó, đây là một cái băng giấy điện tim. Trên cái băng giấy này người ta kè những cái ô vuông rất nhỏ, ô vuông này á, đây, và nắm cái ô vuông nhỏ chiều ngang và chiều dọc như vậy thì tạo thành một cái ô vuông lớn. Đó, bây giờ người ta định chuẩn trên giấy như thế nào? Bây giờ nó nhỏ quá, cho nên tôi lấy một cái hình vuông này tôi phóng to lên cho các bạn xem. Đây, cái ô vuông này đây, một ô vuông này tôi phóng to lên cho các bạn. Thì bây giờ người ta định chuẩn như thế nào? Người ta định chuẩn theo đường chạy dọc. Đây là những cái đường chạy dọc đấy các bạn. Đây, đường chạy dọc, đường chạy dọc, đường chạy dọc, đường dọc. Theo đường chạy dọc thì khoảng cách giữa hai đường chạy dọc này là bao nhiêu? Thì người ta quy ước hay định chuẩn một cái khoảng cách này hay là một ô vuông nhỏ này, cái cạnh của nó chả là 0,04 giây. Đó, 0,04 giây. Đó. Và dĩ nhiên năm ô này, tức là đây một ô vuông nhỏ này là 0,04 giây, thời gian 0,04 giây. Và năm cái ô này chính là 0,20 giây, nhân năm lên. Thấy chưa? Đó. Như vậy nếu như định chuẩn theo đường chạy dọc thì một cái ô vuông nhỏ này là 0,04 giây, mà nắm cái ô vuông nhỏ này thành một ô vuông lớn là 0,20 giây. Đó. Bây giờ định chuẩn theo đường kẻ ngang, đây là những cái đường kẻ ngang. Đó. Thì một cái ô vuông nhỏ này tức là cái cạnh đỉnh của nó là 0,1 mV, có nghĩa là một sẵn 1 mm các bạn nghe, đây là 1 mm tương đương với 0,1 mV. Và một ô lớn như vậy là 0,5 mV. Như vậy á, các bạn thấy rằng trên điện tâm đồ thì là một cái băng giấy
mà người ta cạt những cái ô vuông nhỏ và ô vuông lớn, và người ta quy ước một ô vuông nhỏ này thì cách nhau là cái cành của nó thế chiều ngang là 0.04 giây, và một ô vuông lớn này là 0.1 milivolt, tương đương với 1 milimét đó. Bây giờ đường trục này có ý nghĩa gì? Ai phát hiện ra đường trục này có ý nghĩa gì? Ai biết? Lớp trường biết không em? Đường trục này có ý nghĩa gì các bạn biết không? Lớp trường? Dạ không. Dạ không. Anh biết không? Dạ không. Bây giờ các bạn thấy nè, đường trục này vì tôi nói bây giờ tôi có cái sống này đó. Thì như vậy á, đình chuẩn thì cho tôi biết rằng là thời gian của sóng này là bao nhiêu và biến độ của sóng này là bao nhiêu. Ví dụ tôi nói lại đây là sóng T đi, sóng T thì tôi thấy rằng thời gian của nó từ đây tới đây là bao nhiêu ô vuông nhỏ thì tôi nhân lên, hay là chiều cao của nó người ta gọi là biến độ của nó là bao nhiêu. Như vậy đình chuẩn trên sóng trên dãy OCR thì cho chúng ta biết được thời gian và biến độ của một sóng đó, thời gian và biến độ của cuộc sống. Tôi nói các bạn nghe rõ không? Vị thứ chế đoán, tôi nói các bạn nghe rõ không? Dạ rõ này. Như vậy chúng ta thấy này, tình trường đánh dạy OCD giúp cho chúng ta biết được thời gian và biến độ của cuộc sống. Bây giờ tôi nói ví dụ sóng P. Sóng P thì tôi thấy rằng sóng P này biến độ của nó là bao nhiêu? Chứa được 2 mm đúng không? Còn thời gian của nó từ đầu sóng đến cuối sóng là chứa được hơn 2 ô nhỏ một xíu, là 0.08 giây chẳng hạn. Đó, thì đó là đình chuẩn đánh dạy OCD, thì chúng ta sẽ biết được thời gian và biến độ của một sóng là bao nhiêu. Đó, và từ đó chúng ta sẽ biết nó bất thường hay là bình thường. Ví dụ sóng P, người ta thấy rằng bình thường của nó là có thời gian từ 0.08 đến 0.11 giây, biến độ của nó không được quá 2 mm. Nếu chúng ta đo một bệnh nhân thấy cái thời gian của nó mà nhiều hơn 0.12 giây, biến độ của nó cao hơn 2 mm thì như vậy sóng là sóng bất thường, phải chưa? Như vậy nhờ cái định trường tán giọng trên dãy OCD này cho chúng ta biết được thời gian và biến độ của một sóng, và dĩ nhiên người ta sẽ cho chúng ta biết được bình thường cái sóng này có thời gian bao nhiêu, có biến độ bao nhiêu. Thì khi chúng ta đo đến dãy này chúng ta thấy thời gian của nó bất thường, biến độ bất thường thì chứng tỏ sóng này bất thường, phải chưa? Như vậy tôi nhắc lại một lần nữa, nội dung thứ hai cho các bạn đó là định chuẩn trên dãy OCR đó, các bạn biết được một ô nhỏ là bao nhiêu về chiều ngang và chiều cao đó, và chính vì vậy cho chúng ta biết được thời gian và biến độ của một sóng. Bây giờ để nói tới điện tâm đồ thì như cái hình ảnh thứ nhì slide đầu tiên thì chúng ta biết rồi đó, tiếng chúng ta hoạt động được là nhờ cái hệ thống dẫn truyền tự động có trong tim. Hệ thống đó như chúng ta thấy đó là gồm có nút xoắn nhị, hay người ta gọi là nút xoắn á, người ta gọi là app ở trên cái flash đó, thấy chưa? Đó, nút xoắn nhị. Thì nút xoắn nhị này đóng vai trò như một ánh nhạc trường, và nó sẽ phát ra xung động, và xung động này lan truyền khắp các bộ nội nhị để gây có bóp hai cái tấm nhị. Sau đó xung động này lan truyền tới nút nhị thấp, nút nhị thấp là cái thành phần thứ hai của hệ thống dẫn truyền tự động. Và nút nhị thấp này thì nó sẽ dẫn truyền tới bỏ nhị thấp. Thì các bạn biết rồi đó, bỏ nhị thấp thì chia thành hai bỏ, bỏ hít phải và bỏ hít trái. Bỏ hít hay người ta gọi là bỏ nhị thấp, bỏ phải hít trái. Và từ cái bỏ hít phải, bỏ hít trái này, người ta sẽ thấy rằng nó phân chia thành một cái màng, người ta gọi là cái màng Purkinje, thấy chưa? Đó, và gây co bóp toàn bộ hai tấm thấp.
Như vậy các bạn hãy nhờ cái hệ thống dẫn truyền từ đầu này mà tín chúng ta có thể có bóp được. Đầu tiên hết nút xoắn phát ở xung đồng, gây có bóp qua toàn bộ hai cái tấm nhị. Sau đó xung đồng lan truyền tới nút nhị thấp và bỏ nhị thấp, rồi tới hai cái bỏ hít và tỏa thêm mặt hàng với kinh để gây có bóp qua toàn bộ hai tấm thấp. Đó, thì hoạt động của tín là như vậy đó các bạn. Hãy chơi đây là hệ thống dẫn truyền tự động có trong tim. Hãy chơi nút xoan đó, dẫn truyền xung động tới nút nhị thấp, và nút nhị thấp dẫn truyền xung động tới bỏ nhị thấp, và bỏ nhị thấp tới có hai bó là bỏ hít phải và bỏ hít trái, và sau đó lan tỏa thế màng với kim đó, thì gây có bó toàn bộ hai tấm thấp. Hãy chưa, như vậy tim chúng ta hoạt động được là nhờ cái hệ thống dẫn truyền xung động này. Bây giờ chúng ta nói tới cái chu kỳ hoạt động của tim, chu kỳ hoạt động của tim. Bây giờ phó vị thư chi đoàn cho thầy biết về lý thuyết. Hôm trước chúng ta học chu kỳ hoạt động của tim, thì các bạn cho tôi biết các giai đoạn của chu kỳ hoạt động tim. Được rồi, phó vị thư chi đoàn trình bày cho thầy các giai đoạn. Các giai đoạn của chu kỳ hoạt động tim, như vậy chu kỳ hoạt động của tim không còn mấy giai đoạn. Em thấy là không có phá nhị có, phá thật có và phá giãn chúng luôn. Chu kỳ hoạt động của tim không có mấy giai đoạn. Phá nhị có, phá thật có và phá chí. Tức là phá giãn chúng. Phá giãn chúng, phá giãn chúng có nghĩa là sao? Là khi đó là cho cái tâm thật nó có sống ấy, nó cũng không ra. Giãn chúng có nghĩa là sao? Ai còn nhớ lý thuyết về giai đoạn hoạt động của chu kỳ tim? Chu kỳ hoạt động của tim gồm có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất người ta gọi là giai đoạn tấm nhị thu. Tấm nhị thu xảy ra trong vòng 0,01 giây. Đó, 0,01 giây. Tấm nhị thu có nghĩa là sao? Là hai tấm nhị có bóp để tổng mạo xuống hai tấm thấp. Đó là giai đoạn tấm nhị thu. Giai đoạn thứ hai người ta gọi là giai đoạn tấm thấp thu. Tấm thấp thu gồm có cái gì? Gồm có hai cái giai đoạn nhỏ, nó xảy ra trong vòng 0,03 giây. Đó. Chính là 0,1 giây, 0,3 giây, chứ không phải 0,03. Như vậy gì? Giai đoạn tấm nhị thu là xảy ra trong vòng 0,1 giây, là hai tấm nhị có lại để tổng mạo xuống hai tấm thấp. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tấm thấp thu, là hai tấm thấp có lại để tổng mạo qua hai động mạch, là xảy ra trong vòng gì? 0,3 giây. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tấm trương toàn bộ, là xảy ra trong vòng 0,4 giây. Tấm trương toàn bộ có nghĩa là sao? Có nghĩa là tấm nhị và tấm thấp đều giãn ra hết, giãn ra mục đích để mà mạo độ về tim đầy, chuẩn bị cho một chu kỳ tiếp theo. Và dĩ nhiên chúng ta nói đó, giai đoạn tấm trương toàn bộ có nghĩa là tấm nhị tấm thấp giãn ra, nhưng mà tỉnh từ khi tấm thấp bắt đầu giãn thôi, vì trước đó tấm nhị đã giãn ra rồi. Trong giai đoạn mà tấm thấp thu thì tấm nhị đã giãn rồi. Trên giai đoạn tấm trương toàn bộ không phải bụng giấy, nhưng mà tỉnh thật sự ra tỉnh từ khi tấm thấp bắt đầu giãn, vì trước đó tấm nhị đã giãn ra rồi. Như vậy rõ ràng trong cái chu kỳ hoạt động của tim chúng ta có ba giai đoạn. Đó là chúng ta nói về vấn đề mà sinh lý, chu kỳ hoạt động của tim về lý thuyết chúng ta đã học. Còn hôm nay khi nói về điện tâm đồ thì chúng ta cũng căn cứ vào cái giai đoạn của chu kỳ hoạt động tim này. Thì trong khi chúng ta học lý thuyết giai đoạn tấm nhị thu là do nút xoắn phát ra xung động gây co bóp toàn bộ hai tấm nhị nhờ dẫn truyền theo các cái bỏ nồi nhị đó, như chúng ta vừa nói. Thì khi mà hai tấm nhị co bóp như trong cái giai đoạn mà chú dọn thì chúng ta gọi là giai đoạn tấm nhị thu, thì trên điện tâm đồ thì người ta gọi là giai đoạn khư cực nhị. Như vậy chúng ta lưu ý một cái tên gọi khác đó, khi mà hai tấm nhị có bóp hai tấm nhị có bóp thì lúc đó tên điện tâm đồ thì tôi gọi là giai đoạn khư cực nhị, và như vậy chúng ta ghi được một cái sóng P tên điện tâm đồ. Như vậy sóng P này là đại diện cho giai đoạn khư cực nhị, hay nói cách khác hai tấm nhị có bóp. Hai tấm nhị có bóp như vậy phát sinh ra một dòng điện đó, và ghi được đường cong là chính là sóng P. Chúng ta có sóng P đó, chúng ta có sóng P.
cũng có thể cắt cái đường cong này, nhưng người ta chưa biết đường cong này là biểu thị cái gì hết. Thì đầu tiên hết thì sóng đầu tiên hết chính là sóng P đấy các bạn. Sóng P này là thành phần đầu tiên trên điện tâm đồ, và sóng P này chính là đại diện cái đoạn khư cực nhị. Khư cực nhị chính là giai đoạn tâm nhị thu được thoát đó. Bây giờ sau khi tâm nhị thu xong đến giai đoạn thứ hai, người ta gọi là tâm thất thu. Tâm thất thu đó, đây các bạn, tâm thất thu có nghĩa là hai tâm thất co lại đó, và người ta gọi là giai đoạn khư cực thấp đó. Như vậy chúng ta nhớ ý, tương ứng với giai đoạn tâm nhị tâm thất thu thì người ta gọi là giai đoạn khư cực thấp trên điện tâm đồ. Và trên điện tâm đồ chúng ta lại ghi được phức bộ sóng. Vì sao tôi gọi là phức bộ sóng? Vì nó gồm tới ba sóng. Sóng thứ nhất là sóng Q, sóng thứ hai là sóng R, sóng Q là một sóng âm, sóng R là một sóng dương, và sau đó là sóng S là một sóng âm. Như vậy chúng ta thấy có sóng Q này, sóng R này, sóng S này, chính tôi gọi là phức bộ sóng Q R S. Đó. Như vậy khi hai tâm thức co lại, tôi gọi là sự cực thấp, thì để điện tâm đồ chúng ta ghi lại được phức bộ sóng quý RS. Như vậy phức bộ sóng quý RS này chính là đại diện cho giai đoạn khư cực thấp, hay tôi gọi là giai đoạn gì, tâm thất thu. Đó, tâm thất thu. Và chúng ta thấy rằng khi mà xin lỗi các bạn một xíu. Alo. Tôi đang dạy trực tuyến, đang dạy online. Có vấn đề chứ không? Có vấn đề. Thí nè. Đúng rồi, nếu là họ chuẩn bị án tử trường á, thì đề nghị mày án mua một cái tất nhắn á, bây giờ tất nhắn là bán á, cái đây ấy mày án la xong mày chụp cái lợi tờ cho mình thôi, cho bảo đảm cái cũng phải cần giấy tờ chứ đó. Nó chuẩn bị tất nhắn là mày án tất nhắn bây giờ họ bán nhiều á, để mà đảm bảo cho cộng đồng á, thì mày án đến làm cái tất nhắn ấm tỉnh trước đi tử trường đó. Còn một thứ hai, bây giờ hiện tại cái này một số án á, vì sợ mất đai á, trên có những dấu hiệu như ho sốt ngạt mũi sổ mũi trong đề thương và tử thương. Như vậy là cảnh nặng lắm, vì vừa rồi sáng đấy có những trường hợp họ trường hợp nghĩ như vậy, có đáng xuống trung tâm xét nghiệm, mà trung tâm nó có kinh phí để xét nghiệm đó. Chứ mấy án có tiêu chuẩn là mấy án phải ở nhà, rồi mấy án từ mua cái kịch nợ về mấy án xét nghiệm. Chứ con chưa một bậc lương lợi mấy ai sinh viên rồi thì là tính phí đóng và xét nghiệm cho mấy án được đó. Chứ phải từ giá con là mấy án từ giá, họ các tiêu chuẩn là cố gắng ở nhà chứ đừng là tự thương, lấy cho các bạn, lấy cho thầy cô đó. Còn những án nào mà tự thương á thì cố gắng có từ trước ép không đó, ép một cái nào trước khi tự thương nhờ test thử ẩm tình mà chụp cái hình là ngờ có minh chắc cái hình là minh chứng rồi, là thể hiện là đó. Thì các bạn thấy đó, luôn tiền nói tới cái vấn đề mà học trong dịch đó, cô mình ở phòng công tác sinh viên cũng mở điện thoại họ thắm. Thì vậy các bạn thấy chứ, trước khi tới trường á, từ nay chúng ta không trong bài nhưng tôi nhắc luôn, các bạn lưu ý nếu mình có các cái triệu chứng bị sốt, ho, sụt mùi, ngạt mùi như vậy á, thì các bạn làm ơn đừng tới trường đó. Đó, tới trường có thể lấy cho bạn ba mình về thấy cô. Như vậy làm càng trở lại quá trình học tập, mình có mất đi một bụi cái nữa thì cũng đỡ cho những cái thầy cô cũng như là các cái bạn sinh viên khác. Còn mình muốn đảm bảo thì trước khi mình đến trường mình cố gắng á, mua về cái tách nhánh á, mấy chục ngàn mình tách nhánh ấm định tại trường. Cho nên cái vấn đề ý thức cũng như vấn đề tự giác của mỗi cá nhân mình thôi đó, để khỏi ảnh hưởng tới người khác. Các bạn lưu ý điều đó. Bây giờ chúng ta lại tiếp đó. Thì như chúng ta học con sinh lý, khi mà tâm thất thu thì đồng thời là tâm nhị chỉ dàn ra đó. Và tâm nhị dàn ra người ta gọi là giai đoạn tại cực nhị đó các bạn. Thì trên điện tâm đồ có sóng gì không? Đương nhiên là có sóng, nhưng bởi vì là xài đắt cùng lúc với tâm thất
thu mà phức bồ sổng quý rã của tâm thức rất là cao, rất là lớn, cho nên là trái quốc thì sổng tại cực nhị, cho nên cái giai đoạn tâm nhị vàng ra vì nó trung vào giai đoạn tâm thất thu, mà sổng của tâm thất thu là một cái phức bồ quý ác sổng cao sổng lớn như vậy, cho nên nó trái quốc thì sổng tại cực nhị, nên chúng ta không thể sổng tại cực nhị. Và giai đoạn thứ ba người ta dạy giai đoạn tâm trướng toàn bộ, như thế nói tâm trướng toàn bộ nhưng mà kể từ khi tâm thất bắt đầu già đó, cho nên chúng ta có thể nói rằng tâm trướng toàn bộ đây muốn nói đến tâm thất dài ra. Tâm thất dài ra thì tôi gọi là tại cực thấp đó, tại cực thấp và trên điện tâm đồ ghi được làn sóng tê đó, trên điện tâm đồ ghi được làn sóng tê đó. Như vậy cái thành phần đầu tiên cái điện tâm đồ tôi nhắc lại các bạn, đó là sóng P đại diện cho giai đoạn thư cực nhị. Thư cực nhị ai gọi là tấm nhị thú đó, đó. Phức bồ sổng quý ARS là đại diện cho giai đoạn tấm thất thu hay là thư cực thất đó. Và sổng T đại diện cho giai đoạn tại cực thất hay giai khác là tấm thất dạng ra. Người ta hỏi vì sao không có sổng tại cực nhị? Có các bạn, nhưng chúng ta trả lời vì tại cực nhị nó trung với thư cực thất đó, mà thường cực thấp thì phức bồ quý a ác này cao quá nên lẫn ác chúng ta không thể sống tại cực nhị, được chưa? Nhắc lại nè, sống p là đại diện cho giai đoạn thư cực nhị, sống phức bồ quý a ác đại diện giai đoạn thư cực thấp và sống t là giai đoạn tại cực thấp. Ngoài ra chúng ta còn có thành phần thứ tư, đó là hoàng p quy hoàng p quy. Hoàng p quy này được tính từ đầu sổng P cho đến đầu sổng Q. Nếu như điện tấm đồ nào không có sổng Q mà chỉ có bắt đầu bằng sổng R thì chúng ta có thể gọi là khoảng PR cũng được đó. Và như vậy rõ ràng khoảng PQ này là thành phần thứ tư trên điện tấm đồ chúng ta cần lưu ý, được tính từ bắt đầu sổng P cho đến đầu sổng Q là thời gian dần truyền từ nhì cho đến thất. Thấy chưa? Đó là thành phần thứ tư. Thành phần thứ năm trên điện tâm đồ người ta gọi là đoàn ST. Đoàn ST tính từ cuối sổng S cho đến đầu sổng T. Như vậy khi đọc điện tâm đồ cơ bản chúng ta nhớ dùng thầy nắm thành phần. Thứ nhất là sổng P, thứ hai là phức bồ quý ARS, thứ ba là sổng T, thứ tư là hoàng PQ. Đó, người ta gọi đúng thơ vô là hoàng đó. Và đoàn ST là segment là đoàn ST đó. Hoàng PQ là từ đầu sổng P đến đầu sổng Q, đoàn ST từ cuối sổng S cho đến đầu sổng T đó. Như vậy các bạn nhớ nắm thành phần trên điện tâm đồ chúng ta cần quan tâm: sổng P, phức bồ quý ARS, sổng T, hoàng PQ và đoàn ST đó. Đây khoảng phế quý đây các bạn đó, được tính từ đâu sổng phế đến đâu sổng quý và đoàn ST, thấy chưa? Đó, đoàn ST, đoàn ST tính từ đâu cuối sổng S đến đâu sổng T. Đây là điện tâm đồ cơ bản đó. Như tôi nói đầu tiên hết chúng ta có giai đoạn thử cực nhị là biểu thị bằng sổng P, đúng chưa? Cái thứ hai là phức bồ quý ARS, quý ARS là đại diện giai đoạn từ cực thấp, và sổng T là đại diện cho giai đoạn gì tại cực thấp, và đoàn PQ tính từ đâu sổng Q cho đến đâu sổng P, đâu sổng Q mà không có sổng Q thì tính đâu sổng R, chứ có thể gọi là khoảng PR cũng được, và đoàn ST là tính từ cuối sổng S cho đến đầu sổng T. Đó, dĩ ở đây chúng ta thấy như thành phần khác nữa. Tuy nhiên, sáng năm thứ ba khi học thăm dò chức năng tôi sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ chúng ta nói tới cái cơ bản, các bạn chỉ cần nhớ cho thầy nắm cái thành phần. Đầu tiên là sổng P nè, tiếp tục là phức bồ quý ARS nè, sau đó là sổng T nè, hoàng PQ hay người ta gọi là hoàng PR và đoàn ST. Chúng ta nhớ chính để cho thầy là được. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta nói tới các cái truyền đạo thông dụng. Bởi vì khi đo điện tim thì chúng ta phải biết các cái truyền đạo thông dụng. Đó. Khi đo điện tim chúng ta phải các cái truyền đạo thông dụng.
trước khi nói các chuyện đạo thông dụng thì chúng ta nói tới khái niệm và tiền trương của tiết. Trước khi nói tới các chuyện đạo thông dụng thì chúng ta nói tới các tiền trương của tiết. Như chúng ta biết đó, cơ thể con người chúng ta là một môi trường dẫn điện. Chính vì thế chúng ta mới bị điện giật, đúng không? Chứ không phải môi trường dẫn điện sao bị điện giật được. Cho nên vì cơ thể con người chúng ta là môi trường dẫn điện, chính vì thế dòng điện gió tiếng phát ra sẽ được dẫn truyền khắp cơ thể ra tới da. Đó, các bạn không biết đó, chứ còn các tế bào cơ thể chúng ta khi hoạt động đều phát sinh ra dòng điện, và tôi gọi điện sinh học đó. Trên thì tế bào cơ tim cũng vậy, khi đã hoạt động nó cũng phát sinh ra dòng điện. Và vì cơ thể chúng ta là môi trường dòng điện, đến khi mà dòng điện gió tiếng phát ra nó sẽ dần truyền đi khắp cơ thể, và dĩ nhiên là ra đến da của chúng ta, và biến toàn thể cơ thể chúng ta thành một cái điện trường của tim. Đó, thành điện trường của tim. Chính vì thế, vì cơ thể chúng ta là điện trường của tim rồi, cho nên khi chúng ta đặt hai cái điện cực lên bất kỳ hai điểm nào đó có điện thể khác nhau của điện trường đó, tức là chúng ta bắt hai điện cực bất kỳ trên da của chúng ta, thì chúng ta sẽ thu được một cái dòng điện thể hiện hiệu thể giữa hai điểm đó. Đó, và tôi gọi đó là một truyền tạo hay là tạo trình. Đó, như vậy chúng ta hiểu từ truyền tạo chưa? Truyền tạo chính là vị trí mà mắc hai điện cực của cái điện trường của tim. Đó, hay gọi là tạo trình. Và dĩ nhiên khi chúng ta mắc điện cực như vậy ở hai vị trí khác nhau trên da của chúng ta ghi lại một cái đường cong. Đường cong đó ở điện tâm đô đó, và đường cong này có hình dạng tùy theo cái địa điểm mà chúng ta đặt các điện cực, được chưa? Như vậy chúng ta hiểu từ truyền đạo như thế nào rồi. Truyền đạo chính là cái gì? Ở vị trí mắc hai cái điện cực để mà ghi lại được cái đường cong và biểu thị được cái biến thiên dòng điện do tiếng phát ra, thì tôi gọi là một truyền tạo. Ví dụ tôi mắc một điện cực ở tay phải, một điện cực ở tay trái chẳng hạn, thì đó chỉ là một truyền tạo, thấy chưa? Và khi chúng ta mắc như vậy thì trên dãy điện tâm đô chúng ta sẽ ghi được cái đường cong, thấy chưa? Và chúng ta thấy là cái đường thẳng mà nối hai cái địa điểm mà đặt điện cực, cả hai cái vị trí đặt điện cực, thì tôi gọi là trục truyền tạo. Đó, như vậy ở đây chúng ta biết một khái niệm là truyền tạo và trục truyền tạo. Bây giờ chúng ta sẽ minh họa bằng cái thực tế. Đấy các bạn, nếu các bạn mắc một điện cực âm ở tay phải, một điện cực dương ở tay trái, thì tôi gọi đây là truyền tạo D1, thấy chưa? Nếu tôi mắc một điện cực âm ở tay phải, một điện cực dương ở chánh trái, thì tôi gọi đây là truyền tạo D2. Đó, và nếu tôi mắc một điện cực âm ở tay trái, một điện cực dương ở chánh trái, thì tôi gọi đây là một cái truyền tạo D3. Đó, và cái đường thẳng nối hai cái vị trí mắc điện cực này tôi gọi là trục truyền tạo, vì ở đây là trục truyền tạo của chính D1. Đó, như vậy khi nói tới các truyền tạo thông dụng để chúng ta đo điện tim, như vậy đo truyền tim thì chúng ta đo mấy truyền tạo? Thì đầu tiên hết chúng ta đo ba cái truyền tạo màu. Đó, ba cái truyền tạo màu. Như vậy đầu tiên hết chúng ta có ba truyền tạo màu. Bây giờ chúng ta sang. Đây là một người chuẩn bị đo điện tâm đồ. Tôi bị minh họa vì đây là tim của người này. Thì khi tim hoạt động có bóp như vậy, nó sẽ phát sinh ra dòng điện, vì cơ thể chúng ta là điện trường của tim. Chính vì thế dòng điện này là lan khắp cơ thể và tế da. Chính vì thế khi chúng ta mắc hai điện cực, ví dụ chúng ta mắc điện cực ấm ở tay phải, chữ RA này chính là chữ right arm, right là phải và arm là tay. Đó, nếu chúng ta mắc điện cực ấm ở tay phải và điện cực dương ở tay trái, chữ N là chữ left, thấy chưa? Đây điện cực ấm ở tay phải này, điện cực dương ở tay trái này, thấy chưa? Thì khi các bạn mắc như vậy thì tôi gọi đó là truyền tạo D1. Đó, các bạn lưu ý cho tôi, đấy tôi gọi là D1. Và như vậy trên điện tâm đồ chúng ta sẽ ghi được cái sóng như vậy. Ví dụ như chúng ta ghi được sóng QRS này, có hình dạng như vậy, thấy chưa? Đó, đây là truyền tạo D1. Và dĩ nhiên cái đường thẳng và nối RA và LA này tôi gọi là trục truyền tạo D1.
Tôi truyền đạt đến được. Bây giờ một cái truyền đạt thứ hai, nếu trên đôi mắt điện cực âm ở tay phải đó, và điện cực dương ở chân trái, chân trái đây, thấy chưa? Đó, chân trái đây, chân trái, chữ này là left, left, left là cẳng chân, thấy chưa? Và đây tôi gọi là truyền đạo màu D2, truyền đạo màu D2. Đấy các bạn, và như vậy tôi sẽ ghi được một cái đường cong như vậy. Các bạn thấy hình dài khác nhau không? Quý RS ở D1 là như vậy, nhưng mà quý RS ở D2, các bạn mắc khác vị trí thì như vậy đường cong là sẽ khác. Đó. Và truyền đạo màu thứ ba, khi tôi mắc điện cực âm ở tay trái, tay trái đây đó, và tôi mắc điện cực dương ở chân trái, điện cực dương ở chân trái đó, chân trái, thì tôi gọi đây là truyền đạo màu D3, 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 thấy chưa? Và tôi có hình ảnh như sau, khác các bạn khác. Ở đây các bạn sẽ rất là lúng túng, các bạn cứ ủa, cái này là để đây là chân trái nhưng mà đang gửi chân phải, vậy không phải các bạn, cái này là vector thôi, người ta vạch dạng biểu hiện vector thôi, chứ các bạn thấy đấy này, chân phải là toàn bộ người ta không bao giờ mắc điện cực, thế tôi đã tôi sẵn rồi, thấy chưa? Như vậy các bạn mắc điện cực chỉ có ở tay phải, tay trái và chân trái mà thôi đó. Và tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy cái điều này đây. Các bạn thấy đây là truyền đạo D1 này, thấy chưa? Đó là điện cực âm ở tay phải, điện cực dương ở tay trái, và cái này tôi gọi là trục truyền đạo D1. Đó. D2, tôi mắc điện cực gì ở gì phải, âm ở tay phải và dương ở chân trái, thì tôi gọi truyền đạo D2. Đây truyền đạo D2, và đây là trục truyền đạo D2. Và đối với D3, tôi mắc điện cực âm ở tay trái và điện cực dương ở chân trái, thì tôi gọi đây là truyền đạo màu D3. Như vậy khi nói tới truyền đạo màu, chúng ta nhớ hãy chúng ta có ba truyền đạo màu là D1, D2 và D3. Chúng ta có ba truyền đạo màu là D1, D2 và D3. Đây, trục truyền đạo D1, trục truyền đạo D2, và chúng ta có chân phải không bắt điện cực các bạn, không mắc điện cực. Đó là ba truyền đạo màu, ba truyền đạo màu. Đây. Và như vậy các bạn thấy nè, ba cái trục truyền đạo D1, D2 và D3. Đây, tay phải, tay trái, tay phải, chân trái và tay trái, chân trái. Chúng ta có ba cái truyền đạo màu này, và ba trục truyền đạo màu này tạo thành cái tam giác đều. Tôi gọi tam giác Antoven. Đó, tam giác Antoven. Ba trục truyền đạo màu D1, D2, D3 tạo thành tam giác Antoven. Sao mình chúng ta nghe từ tam giác Antoven? Tam giác Antoven là gì? Là chính là tạo bởi ba trục truyền đạo D1, D2 và D3. Được chưa? Ngày hôm nay chúng ta thấy rồi đó. Như vậy khi đo điện tim thì chúng ta đâu tiến hết, chúng ta có ba truyền đạo màu D1, D2 và D3. D1, D2 và D3. Bây giờ các bạn thấy này, nếu như tôi tình tiễn D1 vào đây, D2 vào đây và D3 vào đây thì tôi sẽ có cái hình này đúng các bạn. Tôi có hình này đúng không? Đó, cái này tôi chịu lại này. Đây, nếu trục truyền đạo D1 tôi dời vào đây, vào tâm ô, D2 tôi dời vào tâm ô, D3 tôi dời vào tâm ô, thì phải tôi có cái hình này không? Đó. Như vậy các bạn thấy đây là trục truyền đạo D1, đây là trục truyền đạo D2 và đây là trục truyền đạo D3. Đó. Chính vì vậy cho nên các bạn mới có cái hình đầu tiên, các bạn tưởng qua đây là chân phải này, thấy chưa? Chứ con muốn ra đây này, tay phải, tay trái, chân phải, tay phải, chân trái và tay trái, chân trái. Nhưng mà khi chúng ta dời vào thì các bạn thấy đây là vector của hẳn mà. Chứ chúng ta mới thấy cái hình này, chúng ta tưởng qua đây chân phải, phải đây là chân trái, cho chúng ta dời thôi. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là trục truyền đạo D1, trục truyền đạo D2 và trục truyền đạo D3. Và người ta thấy rằng nếu mà trục truyền đạo D1 nằm ở vị trí 0 độ thì tam giác đều mà, thì trục truyền đạo của D2 này nằm ở vị trí 60 độ và trục truyền đạo của D3 nằm ở vị trí 120 độ với tam giác đều, một cạnh một góc độ 60 độ. Như vậy D1 là 0 độ,
thì D2 là 60 độ và D3 là 120 độ. Đó. Chúng ta lưu ý như vậy. Và ba cái trục tiền đạo này, đó, người ta gọi là cái gì? Tạo thành tám giác đều an thô van như tôi nói vừa rồi. Đó, như vậy đầu tiên hết, chúng ta có ba cái tiền đạo màu là D1, D2, D3. Bây giờ chúng ta có tiếp theo là ba chuyển đạo đơn cực chí tăng thêm. Ba chuyển đạo đơn cực chí tăng thêm. Ở đây các bạn lại thắc mắc, vừa rồi thầy nói chuyển đạo là gì? Chuyển đạo chính là hai cái vị trí mắc hai điện cực thì tôi gọi là chuyển đạo. Đó, hai vị trí để mắc hai điện cực tôi gọi là một chuyển đạo. Như vậy đấy là người ta gọi đơn cực là có nghĩa là sao? Như vậy có gì mâu thuẫn hay không? Không phải các bạn, vì thường chuyển đạo đến cực có nghĩa bằng hai cực các bạn, cực âm đã biến thành gì zero rồi, đặt ở tâm ô rồi, trên chỉ còn cực dương thôi. Đó, như vậy mặc dù gọi đến cực nhưng mà thiệt tình ra vẫn là hai cực, trong đó cực âm đã biến thành zero và đặt ở tâm ô, cho nên chỉ còn ở cực dương thôi. Nếu như cực dương đặt ở tay phải thì tôi gọi là AVR, R này có nghĩa là right, đó, right arm đó. Còn nếu như điện cực dương này mắc ở tay trái thì tôi gọi là AVL, L này là left arm. Còn nếu cực dương này đặt ở chân trái, bây giờ chân trái mà chúng ta dùng chữ left thì như vậy nó sẽ nhầm được cái này, cái tôi gặp là chữ F, F như là chữ foot, còn nghĩa là bàn chân đó. Như vậy ngoài ba chuyển đạo màu ra rồi thì chúng ta có ba chuyển đạo đến cực chí tăng thêm là AVR là tay phải, AVL tay trái và AVS là chân trái. Đó, như vậy ba chuyển đạo màu và ba chuyển đạo đơn cực chí tăng thêm và ba chuyển đạo màu và ba chuyển đạo đơn cực chí tăng thêm này, đây các bạn thấy mỗi hình ảnh là khác nhau. AVR chúng ta mắc như vậy, AVL, AVS hình ảnh là khác nhau hết, đúng chưa? Và tất cả sáu chuyển đạo là gồm cả ba chuyển đạo màu D1, D2, D3 như chúng ta vừa nói, AVR, AVL, AVF thì sáu chuyển đạo này gọi chúng là chuyển đạo ngoài biên. Vì sao gọi là chuyển đạo ngoài biên? Vì đều có điện cực thăm dò đặt ở các chi. D1 là tay phải tay trái này, D2 là tay phải chân trái, D3 là tay trái chân trái, AVR là điện cực dương mắc ở tay phải, AVL điện cực dương mắc ở tay trái và AVF là điện cực dương mắc ở chân trái. Vì cả sáu chuyển đạo này đều có điện cực thăm dò đặt ở các chi, cho nên sáu chuyển đạo này tôi gọi là chuyển đạo ngoài biên. Đó. Như vậy sau này khi chúng ta nghe chuyển đạo ngoài biên thì muốn nói đến sáu chuyển đạo, đó là ba chuyển đạo màu D1, D2, D3, ba chuyển đạo đơn cực chi tăng thêm là gì? AVR, AVL và AVF. Đó. Và các bạn nhìn cho tôi kể cây một xíu. Đây. Đây là ba chuyển đạo màu với các bạn, D1, D2, D3, ba chuyển đạo ngoài biên khác và ba chuyển đạo đơn cực chi tăng thêm khác, đó là AVR, AVL và AVS. Và các bạn nhìn đây, hình này các bạn phát hiện cái gì không các bạn? Lớp vỏ đây sống. Nhưng cái hình này các bạn biết cái gì đấy không? Lớp vỏ đây sống đó rồi. Có không? Im lặng. Lớp vỏ học tập. Dạ có thầy. Như vậy lớp vỏ đây sống vặn đúng không? Rồi lớp trường nhớ ghi tên người vặn nè. Điều rồi lớp vỏ đây sống vặn nè. Rồi như vậy lớp vỏ tập nhìn cái hình này có thấy chị gì hết á? Có phát hiện ra ý nghĩa gì không? Đi thầy chịu như vậy. Màu đỏ là gì? Màu xanh là gì? Dạ đây là màu đỏ là các trục chuyển đạo D1, D2, D3. Còn màu xanh là dạ AVR, AVL và AVF. Em lại ngược rồi.
màu xanh này chính là D1 nè, D2 nè, D3 nè, đúng chưa? Còn màu đỏ là AVR nè, AVL nè, AVS nè, thấy chưa? Và các bạn thấy có mối liên hệ gì giữa màu đỏ màu xanh hay không? Có liên hệ gì không? Thì các bạn thấy nè, ba lớp phổ tập là nhân viên đã được bao nhiêu bị nhầm, thấy chưa? Đây chỉ là trục chuyển đạo D1 nè, đây chỉ là trục chuyển đạo D2 nè, và đây chỉ là trục chuyển đạo D3 nè, đây chỉ là trục chuyển đạo của AVR nè tới phải, AVL tới trái và AVS là chân trái. Và các bạn thấy nè, ba cái trục chuyển đạo màu là D1, D2, D3 và ba trục chuyển đạo đứng thứ chỉ tăng thêm AVR, AVLS tạo thành 80 cát ba lây. Đó, như vậy chúng ta có thêm một cái khái niệm khác nữa, đó là 80 cát ba lây. Đó, 80 cát ba lây. Bây giờ 80 cát ba lây là sao? Là gồm ba cái trục cát. Trục cát thứ nhất là D1 và AVS. Các bạn phải nó vuông góc với nhau. Đó, nó vuông góc với nhau. Đó. Như vậy nè, trục cát thứ nhất chính là giữa D1 và AVS vuông góc với nhau. Trục cát thứ hai là giữa gì? AVL và D2 vuông góc với nhau. Trục cát thứ ba là AVL và D3 vuông góc với nhau. Như vậy vừa rồi chúng ta có ba chuyển đạo màu D1, D2, D3, ba chuyển đạo đơn cực kỳ tăng thêm AVR, AVL, AVS và tất cả 6 chuyển đạo này tạo thành 8 trục cát ba lây. Trục cát thứ nhất giữa D1 và AVS, trục cát thứ hai giữa AVL và D2, trục cát thứ ba giữa AVR và D3. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Đây, các chuyển đạo ngoài biên là gồm cả ba chuyển đạo màu D1, D2, D3 và AVR, AVL, AVS tạo thành 80 cát ba lây. Và chúng ta luôn luôn lưu giữ trong đầu của chúng ta hình ảnh vòng tròn điện tin. À, vòng tròn điện tin. Vì cái vòng tròn này chính là cái kiến thức để sau này chúng ta đọc điện tin. Các bạn thấy nè, ở cái hình này, cái này quy ước hết. Như khi nào chúng ta học nè, thì ở đây các bạn thấy nè, cái đường mà không liên nét đây á là trục âm, và đường liên nét đây là trục dương. Ví dụ đối với D1, trục dương nằm ở vị trí 0 độ, nhưng mà trục âm của nó nằm ở vị trí 180 độ. Các bạn thấy không? Đây trục âm của nó. Như vậy sau này chúng ta sẽ có trục dương, trục âm. Trục dương của giấy của D1 nằm ở vị trí 0 độ, nhưng mà trục âm nằm ở vị trí 180 độ. Vì các bạn biết là D1 là tay phải và tay trái nè, thì tay phải là trục âm, tay trái là dương. Cho nên trục dương của D1 nằm ở vị trí 0 độ, trục âm nằm ở vị trí 180 độ. Nhưng vừa chúng ta học đó, thường thường phía trên này là dương, phía dưới này là âm, đúng không? Nhưng mà ngược lại ở đổi về điện tâm đồ thì phía dưới này là dương mà phía trên này là âm. Chứ các bạn thấy trục của D2, bởi vì tùy theo vị trí mắt điện cực, D2 là mắt trục âm ở tay phải và trục dương ở chân trái, thấy chưa? Và chân trái đấy, trục dương của D2 ở vị trí dương 60 độ, nhưng mà trục âm ở vị trí là âm 120 độ, thấy chưa? Tương tự như vậy D3 cũng vậy. D3 trục dương là ở vị trí dương 120 độ, nhưng mà trục âm ở vị trí là âm 60 độ. Và tương tự như vậy, đây là AVR. AVR trục dương, vì trục dương nằm ở tay phải nhưng mà nó ở vị trí là âm 150 độ, và trục âm của nó là ở vị trí là dương 30 độ. Đó, tương tự các cái kỳ vậy. Bây giờ chúng ta phải chụp lại cái này này để xem cho ta làm cái tập này. Để chúng ta sáng từ trục dương của nó nằm ở đâu và trục âm là nằm ở đâu. Đấy người ta gọi là vòng tròn điện tin, hay là 80 cát ba lây. Đây chính là thể hiện 80 cát ba lây cho các bạn. Rồi, như vậy chúng ta chụp lại cái hình này để một xíu mà chúng ta làm bài tập. Đó. Như vậy chỗ thầy ơi chưa, trục dương là đường liên nét và trục âm là không liên nét. Và cái hình này chúng ta luôn luôn nhớ để một xíu mà chúng ta làm bài tập. Đó. Chụp cái này lại. Rồi, như vậy khi mà đo điện tín là chúng ta phải mắc điện cực làm sao chúng ta đo được 6 chuyển đạo ngoài biên, là gồm cả 3 chuyển đạo màu và 3 chuyển đạo đơn cực chi tăng thêm như tôi nói. Ngoài ra, chúng ta cần phải đo thêm 6 chuyển đạo trước tiên. 6 chuyển đạo trước tiên. Thì chuyển đạo trước tiên là gì? Chuyển đạo trước tiên thì người ta chỉ hiểu từ V1
cho đến V6, V1 cho đến V6. Từ đấy các bạn, đây, vì sao gọi là trước tiên? Khi chúng ta mắc điện cực máy trước tiên, ai trước tiên? Thì bây giờ chúng ta thấy nè, đây là khoảng giãn xương số 1, đây là khoảng giãn xương số 2, đây là khoảng giãn xương số 3, và đây là khoảng giãn xương số 4. Như vậy muốn bắt V1 thì chúng ta chuyện là trước tiên cũng là một cái điện cực thôi, vì điện cực âm đã biến thành zero và đặt ở tâm O rồi, trên trục cong điện cực dương thôi. Như vậy điện cực dương của V1 là đặt ở khoảng giãn xương 4, bờ phải của xương ức. Đây là xương ức đây các bạn. Thì chúng ta điểm này, khoảng giãn xương 1, 2, 3, 4. Thì chỗ này chính là cái chỗ mà mắc điện cực V1. Bây giờ các bạn nói rằng thưa thầy, sao xác định được khoảng giãn xương 4? Thì các bạn dùng ngõ tất cả, các bạn biết ở phía trước, dọc thế phía trước xương ức, và khi có một cái chỗ lôi ra cái chúng ta truyền qua, đây là khoảng giãn xương, đây là dương số 2, đây là khoảng giãn xương số 2, và như vậy chúng ta lăn xuống số 3 và đây là số 4. Như vậy chúng ta mắc vị trí điện cực V1 là ở khoảng giãn xương 4, bờ phải xương ức, đó là vị trí của V1. Bây giờ V2 tương tự cũng là khoảng giãn xương 4 nhưng lại bên trái của xương ức. Đó, cách mắc điện cực là như vậy. V1 là khoảng giãn xương 4 bên phải xương ức, và V2 là khoảng giãn xương 4 bên trái xương ức. Bây giờ V3, để đó đạt V4. V4 là khoảng giãn xương 5 trên đường trung đoan cãi. Đấy các bạn, V4 các bạn thấy ở đường xương đoan đây thì là V5. V4 chính là giao điểm của đường gì? Xin lỗi, V4 chính là cái gì? Khoảng giãn xương 5 trên đường trung đoan cãi. Như vậy đường trung đoan cãi chúng ta kéo miếp xuống tới khoảng giãn xương 5 thì đây chính là V4. Và V3 chính là trung điểm hay là điểm giữa V2 và V4. Thấy chưa? Và V5 thì chúng ta biết là hổ lách thì chúng ta chạy hậu rồi cả đường lách trước, lách giữa và lách sau. Thì như vậy V5 chính là giao điểm của đường thẳng ngang qua V4 và đường lách trước. Và V6 là giao điểm của đường thẳng ngang qua V4 và đường lách giữa. Đó. Và như vậy chúng ta mắc 6 điện cực này có nghĩa là 6 chuyển tạo trước tiên. Sao chuyển tạo trước tiên. Thì như vậy chúng ta khi đo điện tim thì chúng ta sẽ có 6 chuyển tạo. Chúng ta sẽ có 6 chuyển tạo ngoài biên và 6 chuyển tạo trước tim. 6 chuyển tạo trước tim đây. Nhưng mà chúng ta gồm có 12 chuyển tạo. 3 chuyển tạo mẫu D1, D2 và D3. 3 chuyển tạo đơn cực chi tăng thêm là AVR, AVL, AVS, và 6 chuyển tạo trước tim là từ V1, V2, V3, V4, V5, V6. Đó, như vậy khi đo điện tâm đồ thì chúng ta đo 12 chuyển tạo. Đó, và mỗi hình đường cong trên mỗi chuyển tạo khác nhau, và chúng ta đọc kết quả là dựa vào 12 chuyển tạo đó. Thấy chưa? Như vậy một cái điện tâm đồ mà khi đo thì cần phải có 12 chuyển tạo các bạn. Đo 12 chuyển tạo. Bây giờ chúng ta đây các bạn, đây là D1. Thấy chưa? Là tay phải tay trái. D2 tay phải chân trái. D3 tay trái chân trái. Đó. Bây giờ AVR là tay phải, AVL là tay trái. Thấy chưa? Và AVS là chân trái. Đó. Và 6 chuyển tạo này tôi gọi là 6 chuyển tạo ngoài biên. Đó. Còn đây là 6 chuyển tạo trước tim là từ V1 cho đến gì? V6. Đó. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành cái lý thuyết về đo điện tâm đồ. Đó. Bây giờ là chúng ta qua cái phần 2, đó là hướng dẫn ghi và đọc điện tâm đồ. Ghi và đọc điện tâm đồ. Bây giờ chúng ta nói tới ghi trước. Thì ghi điện tâm đồ thì chúng ta cần phải có gì? Máy đo điện tâm đồ, đúng chưa? Đây là hình ảnh của một cái máy đo điện tâm đồ đấy các bạn. Đó. Thì cái máy đo điện tâm đồ này á,
Mày nói điện tâm đồ này á thì là có loại một cân. Một cân có nghĩa là đó một lần á, là một phiền tào. Có loại ba cân là đó một lúc là ba phiền tào. Có loại sáu cân là đó một lúc là gì? Sáu phiền tào. Có loại 12 cân đó một lúc là 12 phiền tào luôn. Thấy chưa? Đó. Như vậy á là khi mà chúng ta mắc các điện cực thì chúng ta sẽ đó 12 chuyển tàu, tùy theo loại máy là đó từng chuyển tàu một, còn người đó hết D1 rồi đến D2 rồi đến D3. Nhưng mà có loại máy đó 153 chuyển tàu, ví dụ ở đây D1, D2, D3 đó một loạt, sau đó đó AVR, AVL, AVS, sau đó đó V1, V2, V3 rồi tiếp tục là V4, V5, V6. Thấy chưa? Đó là cái này. Bây giờ để hướng dẫn cho các bạn đó điện tâm đồ thì chúng ta sẽ có một cái video clip này. Các bạn đã thấy cái hình video trên màn hình chưa? Thấy hình video trên màn hình chưa? Giờ đâu thầy? Thấy chưa? Thấy rồi, bây giờ chúng ta theo dõi. Đấy các bạn. Đấy là một số thực viên đang hướng dẫn đang gọi là đang công tác chuẩn bị tư tưởng cho về nhân để thực hiện đó được tâm đầu cho về nhân hàng. Thấy chưa? Bởi vì sao vậy? Bởi vì phải đang công tác tư tưởng cho bệnh nhân, cho bệnh nhân vô cái năm số cởi áo ra chúng ta mắc các dây điện rồi lên để bệnh nhân đi sập tâm tâm thì kết quả sẽ không chính xác, đúng không? Làm tắt được bây giờ có cái như này, có rửa tay các bạn thành có rửa tay ý như là cái rửa tay mà COVID-19 bây giờ vậy. Dạ thầy đang cũng ý kỹ thuật. Thầy ơi, nhưng mà thầy bị lát đó này. Đó các bạn thầy lát không thấy cũng vừa em nghe được thầy. Cái rửa tay cũng quy trình thấy chưa? Sao đó. Thầy ơi, màn thầy bị lag. Cô ta rửa tay. Ý như là rửa tay trong COVID mà chúng ta hướng dẫn rồi đấy. Rồi sau đó cô ta sẽ xác định vị trí mắc các điện cực đến người bệnh nhân. Hiện tâm tiếp là đó cô ta sẽ có 12 chuyển tàu, ba chuyển tàu màu, ba chuyển tàu đơn, từ cái tăng thêm về tàu chuyển tàu bước tiên. Bây giờ cô ta xác định vị để mắt
các điện cực. Lập trường kêu thầy vô lại đi lập trường dạy. Thầy áo Sao trắng là chắc thầy vẫn đang giảng thầy. gọi thầy. Flagship teams, and you use the filter button, and that just filters out any artifact, and then we auto print. Thầy là slide chưa? Lớp trưởng. Thầy là slide chưa? Dạ chưa thầy. Chưa thầy. Với các bạn đã nghe rõ chưa?
Dạ rõ rồi. À, vì sao? Vì cái video mà cái đường truyền hàng tề quá. Để những khi dịch, các bạn thấy không rõ. Thì các bạn sẽ được hướng dẫn ở trên rồi, khi các bạn thấy đó, các bạn né được rồi thì thầy slide rồi thì thầy slide chưa? Dạ rồi. À rồi. Thì các bạn thấy đó, đó thì về chấn cộng vấn đề gì hết các bạn. Thì các bạn sẽ có 4 tiết đó tại phòng thực hành trên cái máy điện tim đó. Thì tôi chịu video cho các bạn, thì các bạn phải vô bị dịch không rõ vì đang cái đường truyền giờ. Thì bây giờ tôi nói tóm tắt lại, đó điện tâm đồ đầu tiên hết là chúng ta chuẩn bị bệnh nhân. Vì sao chúng ta phải chuẩn bị bệnh nhân? Vì bệnh nhân họ rất là hiểu biết chúng ta đâu. Mặc dù đó điện tim là một kỹ thuật mà không xâm nhập, không gây đau đớn, nhưng mà vô chúng ta kêu nằm xuống, cởi áo ra, chúng ta lại dây điện, chúng ta dậy về điện cực, chúng ta dậy gặp với người họ, chắc chắn là họ tính hoạt động thình thịch. Và như vậy kết quả sẽ không chính xác, nên chúng ta phải làm công tác tư trừ trước đó. Và cái thứ hai nữa, bởi vì đấy là cùng là đo điện cho nên rất là dễ bị nhiễu, thì chúng ta khuyên bệnh nhân phải cởi tất cả các cái đồ nữ trang, nhất là nữ, đeo nhẫn, dây chuyền, bóng tai, rồi vòng, rồi chỉ, đủ thứ hết. Còn nam giới thường thường có mình, và cái cùng là thường thường cái bút bằng kim loại á, thì cũng phải nhiều, cho nên chúng ta khuyên họ hay chúng ta tư vấn họ là cởi hết mọi cái vật dụng về kim loại đã khỏi người để khỏi chuẩn bị nhiều. Và chúng ta mắc các điện cực, xác định các điện cực đến người họ để chúng ta mắc đồ với các truyền truyền đào ngoài biến á, vì điện cực là tính tay chân là chính rất là dễ đó, chúng ta mắc ở tay phải tay trái chân phải chân trái là xong. Chuyện là tính tiến thì với một là như thế nào, với hai thì tôi đã xác định rồi các bạn rồi. Với một là khoảng giá xương hổ bơ phạt xương ức là nơi mắc điện cực với một. Với hai là khoảng giá xương hổ bơ trả xương ức. Với bốn là gì? Khoảng giá xương nắm trên đường trung đầu trại, hay là cách khác chúng ta không xác định được đường trung đầu trại thì chúng ta xác định ngay dưới hũ trại. Còn với ba chính là điểm giữa với hai và với bốn. Với năm là đường thẳng ngang qua với bốn và đường đất trước. Với sáu là đường thẳng ngang qua với bốn và đường đất sao à, đường đất giữa, nhưng mà là xong đúng không? Như vậy đó điện tâm đồ chúng ta bấm máy, và như vậy tùy theo cái loại máy hay là tùy theo chúng ta cài đặt thì nó có thể chạy tính truyền đạo, hay là nó chạy 3 truyền đạo một lần, 6 truyền đạo một lần, vân vân, và tùy theo chúng ta cài đặt. Và cái việc đó chúng ta sẽ được học ở trong cái phòng thực hành. Còn bây giờ cái khó nhất của điện tâm đồ chính là đọc điện tâm đồ. Đó. Đọc cho đến hôm nay nhiều người đã đọc trường rồi, nhưng mà chưa chắc cầm một điện tâm đồ trên tay có thể tự tính để đọc được. Đọc điện tâm đồ là một cái rất là khó. Và hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn đọc, gọi là đọc cơ bản. Đọc cơ bản thì đọc điện tâm đồ, muốn đọc được điện tâm đồ thì chúng ta phải đánh giá xem thử kỹ thuật đi điện tâm đồ có đúng hay không. Đó, có đúng hay không? Và dĩ nhiên chúng ta muốn đánh giá đúng hay không, chúng ta cần phải có một cái kinh nghiệm. Vì sao này chúng ta bác sĩ mà, thì chúng ta không đo, mà chủ yếu là kỹ thuật viên đo. Được kỹ thuật viên đo xong cầm cái điện tâm đồ là lên cho chúng ta đọc, phải chưa? Và một người kinh nghiệm á, thì nhìn vào biết rằng đo sai, thì kỹ thuật đo sai thì sao mà đọc cho được. Cho nên cái này sẽ là một kinh nghiệm. Và dĩ nhiên sau này học lên nữa thì có gì, vì tôi theo các bạn rất là nhiều năm, có gì thì tôi sẽ hướng dẫn. Tuy nhiên nó gọi là đánh giá kỹ thuật cái điện tâm đồ. Nhiều khi người ta mắc là lồn điện cực, ví dụ điện cực của D1 thì mắc qua D2, hay là V2 mắc qua V1 vân vân, thì người ta mắc nhầm điện cực đó. Hay là người ta đo mà người ta gì không có làm công tác chuẩn bị trước cho bệnh nhân phải mang đồ kim loại, như vậy bị nhiễu đó. Hay vấn đề mà định trùng, người ta định trùng cũng không đúng, vân 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 vân, nhiều cái thử lắm.
thì chúng ta muốn đọc đi tâm đồ chính xác thì bước đầu tiên chúng ta phải đánh giá kỹ thuật trí về cả chính xác hay không. Và hôm nay dĩ nhiên chúng ta cho rằng là kỹ thuật trí đã đạt rồi, bây giờ chúng ta có đọc thôi. Thì đọc như thế nào? Bước đầu tiên hết các bộ tiền tâm đồ lên tay chúng ta là chúng ta đọc nhịp tim. Chúng ta đọc nhịp tim. Trong cái đọc nhịp tim này là có 3 nội dung. Thứ nhất là chúng ta xem thử nhịp tim này đều hay không đều, tần số bao nhiêu lần phút, và nhịp này có phải là nhịp xoan hay không phải nhịp xoan. Đó, như vậy cầm điện tâm đồ lên tay này, tôi nhắc lại các bạn là khi cầm một điện tâm đồ lên tay, việc nội dung đầu tiên là chúng ta đọc nhịp. Đọc nhịp có nghĩa là sao? Trong đọc nhịp này có 3 nội dung: xác định nhịp này đều hay không đều, tần số bao nhiêu lần trên phút, và nhịp này có phải là nhịp xoan hay không phải nhịp xoan. Bây giờ chúng ta lần lượt tập từng nội dung một. Xác định nhịp tim này đều hay không đều. Đó, đều hay không đều. Thì để xác định một nhịp tim đều hay không đều thì chúng ta đo khoảng cách RR giữa hai sóng R liên tiếp nha. Đó. Vậy thì chúng ta phải đo rất là nhiều về khoảng cách RR, và chúng ta lấy cái khoảng RL lớn nhất trừ cho khoảng RR nhỏ nhất. Nếu và chế nhau dưới 4 ô vuông nhỏ thì là nhịp tim đều, và từ 4 ô vuông nhỏ trở lên có nghĩa là nhịp không đều. Tôi ví dụ chúng ta xác định nhịp tim này có đều hay không. Đó. Thì bằng cách chúng ta đo các khoảng RR. Đó. Vì chúng ta đo R này, từ R này là bao nhiêu ô? Vì ở đây là 10 ô, đây có khoảng 2 ô rưỡi, đây 3 ô rưỡi, như vậy cái này là 16 ô. Đó. Khoảng RR này là 16 ô, khoảng RR này là 14 ô, vân vân. Thì chúng ta xác khoảng RR nào mà lớn nhất trừ cho RR nhỏ nhất mà dưới 4 ô vuông nhỏ có nghĩa là đều. Đúng chưa? Có nghĩa là đều. Ví dụ này, tôi thấy đây là 16 ô và cái chỗ nhỏ nhất là 12 ô, thì tôi lấy 16 trừ 12 còn 4, họ như vậy là nhịp tim này không đều. Còn ví dụ như cái khoảng cách này lớn nhất là 16 ô nhưng RR này nhỏ nhất là 13 ô, như vậy 16 trừ 13 là 3 ô, như vậy nhịp tâm đồ này là đều. Thấy chưa? Như vậy muốn xác định nhịp tim đều hay không đều là chúng ta đo các cái khoảng RR giữa hai sóng R tiếp ra. Và đó nhiều khoảng như vậy, chúng ta lấy RR lớn nhất trừ cho nhỏ nhất, và nếu dưới 4 ô nhỏ thì nhịp tim đều. Đó là lý thuyết. Đó là lý thuyết. Trong thực hành, một ngày chúng ta ngồi đọc có thể cả mấy chục bệnh nhân, có thể cả trăm bệnh nhân mà chúng ta ngồi đó như vậy thì có chết. Đúng không? Đó là lý thuyết học mà chúng ta phải biết. Nhưng mà lý thuyết vậy thôi, còn trên lắm xa. Thực hành thì chúng ta liếc mắt chúng ta qua thôi. Chúng ta thấy hầu như nó đều tấm tắt thì thôi là đều. Còn chúng ta nghi ngờ. Đúng chưa? Ví dụ cái này này, 17 thầy có vẻ lớn, nhưng mà cái này nhỏ thì chúng ta chỉ đo hai khoảng thôi. Con mắt chúng ta liếc qua, chúng ta thấy cái nào mà cách xa nhau, cái nào mà gì gần nhau quá, cách xa nhau nhất, gần nhau quá nhất thì chúng ta đo hai nữa chúng ta tư ra thôi. Còn thường là chúng ta liếc mắt qua, chúng ta thấy nhịp tim là đều. Ví dụ như vậy. Đó, như vậy nội dung thứ nhất là xác định nhịp tim này đều hay không đều. Nội dung thứ hai là tính tăng số tim. Tính tần số tim. Đó, buộc các nhân cầu tim này tần số là bao nhiêu lần phút. Thì thiệt tinh ra mà nói thì muốn tính tần số tim mà chúng ta có nhiều cách lắm. Dùng thước tần số, các bạn sẽ có một cái thước tần số, hay có một cái bàn tần số. Nhưng mà tới lắm xa cũng ai đi dùng thước dùng bàn hết trơn. Cho nên tôi bày cho bạn hai cách rất nhanh. Đó, hoặc là dùng công thức tần số. Nhưng mà cái này lý thuyết chúng ta biết thôi. Còn tên lâm sàng có hai cách tính tần số tim nhanh để các bạn có thể là ứng dụng. Thứ nhất, cách thứ nhất là để có bao nhiêu sóng R trong 6 giây rồi nhân cho 10. 6 giây thì bằng bao nhiêu ô vuông lớn các bạn? Lớp trưởng, 6 giây thì con 6 giây thì gồm có bao nhiêu ô vuông lớn? Dạ. 6 giây thì gồm có bao nhiêu ô vuông lớn? Một ô vuông lớn là chúng ta định chuẩn là mấy giây? Một ô vuông lớn là mấy giây?
Vừa rồi chúng ta định chuẩn đến dạy ECG, một ô vuông nhỏ là 0,04 giây. Và như vậy một ô vuông lớn bao nhiêu? Một ô vuông lớn gồm cả 5 ô vuông nhỏ đúng không? Là 0,2 giây, như vậy 6 giây thì gồm cộng và 7 ô vuông lớn. Chứ phải em lấy bài thân ạ. À, lớp khóa học tập lắm. Dạ có thầy. Có bao nhiêu ô vuông lớn là 6 giây? Dạ 30 giây. À 30 ô. À 30 ô. Vì một ô vuông lớn chúng ta định chuẩn đôi. Một ô vuông nhỏ đây là gì? 0,04 giây thì một ô vuông lớn đây gồm 5 ô vuông nhỏ là 0,2 giây. Như vậy là có 30 ô vuông lớn. 6 giây thì gồm 30 ô vuông lớn đây nè. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. À 15 nữa thành lập là gì? À 30 ô vuông lớn là 6 giây. Có bao nhiêu sóng R? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À như vậy có 9 sóng R nhân cho 10 thì ra 95 phút. Như vậy nhịp tim tần số tim ở đây là 95 phút. Đó. Như vậy cách tính tần số tim là chúng ta đếm có bao nhiêu sóng R trong 6 giây hay là cách khác là trong 10 giây trong 30 ô vuông lớn. Nhưng mà làm như vậy có mất thời giờ không? Mất thời giờ quá mất thời giờ luôn. Cho nên chúng ta có cách thứ hai. Cách thứ hai. Tìm một sóng R có định rơi vào đường kẻ đầm. Đường kẻ đầm nói này. Điểm có bao nhiêu ô lớn để sóng R tiếp theo. Thấy chưa? Nếu sóng R rơi vào cái ô vuông lớn đây này, rơi vào cái đường này là 300, rơi vào đường này cách cái này 2 ô là 150, 175, 60, 50. Thấy chưa? Như vậy cách thứ hai rất là nhanh. Ví dụ đây, các bạn thấy nè, tìm xác được có sóng R nào rơi vào đường kẻ đầm không? Đây, có một sóng R rơi vào đường kẻ đầm. Nếu sóng R tiếp theo mà nằm đây, một ô thì 300, nó nằm đây là 150, nằm đây là 100, nằm đây 75, nằm đây 60, nằm đây là 50. Mà các bạn thấy nè, nhưng mà nó không, cái sóng tiếp theo này, cái này rơi vào đường kẻ đầm. Nếu cái sóng này á, nó nằm ở đây là 300, nằm đây 150, nằm đây 100, nằm đây 75. Nhưng mà đây nằm ở giữa thì bao nhiêu? Thì các bạn biết rồi, từ 100 đến 75 là 5 ô đúng không? Như vậy một ô là 5, nó 5 là 2 ô, như vậy trừ đi 10 nữa là thành nó còn 90. Đấy, cái hồi vừa rồi, cái này là 90 này, để tôi tính bằng cái này là 90. Đây, cái đường ra vào đường cái đầm nè, thấy chưa? Thì nếu nhỏ rơi vào đây là 300, 150, 100, cái này là 75, 60, 50. Thì như là đây là 100, đây là 75, và 2 ô này là 10, như vậy là còn 90. Để tôi tỉnh thấy cách này rất là nhanh. Hãy cho tôi tỉnh nhanh. Tìm một sóng R rơi vào đường kẻ đầm. Sóng R tiếp theo cách một ô là 300, 2 ô 150, 100, 75. Đó, thì các bạn thấy đó. Thì như vậy sóng này là rơi vào chỗ này. Từ 100 đến 75 là 25. 25 chia 5 ô là 1 ô là 5. Như vậy rõ ràng cái này 5 ở đây. Thì như vậy nó 10, như vậy là còn là 90. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta ví dụ cái này là bao nhiêu đây? Bây giờ cái này là tần số tim là bao nhiêu? Tần số tim là bao nhiêu đây? Bị phi chi đâu à? Dạ, giờ cho em xếp nhờ. Tần số tim là bao nhiêu em? Dạ, em chưa rõ lắm. Dạ. Tần số tim nè, tim sóng R nào rơi vào đường kẻ đầm. Đây, sóng R này rơi được đồng. Thì sóng R tiếp theo ở đây là 300, ở đây là 150, ở đây là 100, ở đây là 75 và ở đây là gì? 60. Như vậy tâm số tim ở đây là 60, hiểu chưa? Dạ được rồi. Hiểu chưa? Nhắn nào? Dạ. Bây giờ này, tim sóng R rơi vào đường kẻ đầm, sóng R tiếp theo nếu cách một ô là 300, 2 ô 150, 3 ô 100, 4 ô 75, 5 ô 60 và 6 ô là 50. Như vậy là rơi vào đây còn nó là bao nhiêu? 60, đúng không? Như cái ví dụ của tôi ví dụ nè, tim sóng R với đường kẻ đầm ở đây, nếu sóng tiếp theo năm đây là 300, 150, 100, đây 75 như là 5 ở giữa này, cách 2 ô, đây 100 thì 75 là cách nhau mấy? 25 đúng không? 25 chia 5 là 1 ô nhỏ nên là 5,
như vậy là 2 ô như là 10, như vậy tần số tính này 90 đó, cách thứ hai rất là nhanh đó. Chứ ở đây sóng R rơi vào đường kẻ tầm thì cái sóng tiếp theo nằm đây là mấy, 300, nằm đây là 2 ô là 850, 3 ô là 100, 4 ô là 75, 5 ô là 60. Như vậy tần số tính ở đây là 60, thấy chưa, tần số tính ở đây là 60 đó. Như vậy cách tính thứ hai là cách này á, thì nó rất là nhanh hơn cái cách vừa rồi là điểm 36 R rơi vào đường kẻ tầm, đúng chưa? Thì chúng ta chỉ điểm 36 R trong vòng 6 giây, còn ở đây chỉ cần tìm 16 R rơi vào đường kẻ tầm. Thì tiếp theo là 1 ô là 300, 150, 100, 75, 60, 50, vân vân. Do vậy chúng ta phải nhớ những con số đó. Bây giờ nội dung thứ ba trong xác định đọc nhịp, đó là xác định có phải nhịp xoá hay không phải nhịp xoá. Các bạn biết vì sao mà xác định nhịp xoá không phải nhịp xoá không? Phó bí thư Chí Đoàn, anh biết vì sao mà xác định nhịp xoá không phải nhịp xoá không? Phó bí thư Chí Đoàn đó rồi. Phó bí thư Chí Đoàn, phó bí thư Chí Đoàn có học không? Lớp đi ngọn. Dạ em đấy ạ. À rồi, dễ tiện liền. Vì sao xác định có phải nhịp xoá hay không phải nhịp xoá? Biết không? Dạ không rõ ạ. Hả? Dạ em không rõ. Không biết à. Rồi. Các bạn học rồi. Nhịp tiếng chúng ta là bắt buộc từ đâu? Từ nút xoá đúng không? Chúng ta học rồi, trong hệ thống dòng truyền tự động nút xoắn phát ra xung động gây co bóp toàn bộ và tim chúng ta. Nên tôi gọi nút xoắn là anh nhạc trường ở vậy đó. Như vậy bất kỳ một cái hoạt động nào của tim đều do anh nút xoắn này điều khiển thế. Cho nên nếu như tim chúng ta hoạt động mà không phải do nút xoắn điều khiển thì nhịp tim là bất thường. Đó, chứ chúng ta xác định có phải nhịp xoắn không lý do như vậy. Đó. Nếu như nhịp tim chúng ta là nhịp xoá là bình thường mà không phải nhịp xoá là bất thường, sau này chúng ta học năm thứ ba có thăm dò chức năng chúng ta sẽ thấy nếu như mà nhịp tim chúng ta do nhịp xoá điều khiển thì lúc đó chúng ta gọi là nhịp tim bình thường, còn nếu không phải nhịp xoá là bất thường. Bây giờ để xác định có phải nhịp xoá hay không thì chúng ta căn cứ vào ba tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất, trước mỗi phức bộ quy ra áp đều có sóng P. Tiêu chuẩn thứ hai là hình dạng sóng P giống nhau trên mỗi truyền tàu và tính chất sóng P ở các truyền tàu nằm trong giới hạn bình thường. Và tiêu chuẩn thứ ba là khoảng PQ bình thường. Khoảng PQ bình thường. Như vậy để xác định nhịp tiếng này có phải nhịp xoá hay không thì chúng ta phải truyền tải ba tiêu chuẩn. Trước mỗi phức bộ quý A đều gặp cả sóng P. Thứ hai, hình dạng sóng P giống nhau trong một chuyện nào, tức là trên chuyện nào D1 thì P hình dạng giống nhau hết. Thứ hai thì phải giống nhau hết, trên một chuyện nào sóng P phải giống nhau hết về hình dạng. Và tính chất phải muốn nói tới thời gian và biến đổi. Như vậy một sóng P có tính chất bình thường là khi nào? Là khi có thời gian từ 0.08 đến 0.11 giây và biến độ không quá 2 mm. Đó, tức là dưới 2 mm, bằng 2 mm thôi, không quá 2 mm. Thì mà tính chất của sóng P ở các truyền tàu nằm trong giới hạn bình thường, có nghĩa là khi nào từ tính chất của một sóng thì chúng ta nói tới thời gian và biến độ của nó, thì thời gian của sóng P bình thường là 0.08 đến 0.11 giây, có nghĩa là khoảng 2 ô vuông nhỏ đến gần 3 ô vuông nhỏ. Và thời biến độ là không được quá 2 mm, có nghĩa là không quá 2 ô vuông nhỏ về chiều cao, thì người ta gọi là tính chất sóng P trong giới hạn bình thường. Rồi khoảng PQ bình thường, vừa rồi chúng ta nói khoảng PQ rồi, khoảng PQ là cái gì? Khoảng PQ là được tính thời gian từ đầu sóng P đến đầu sóng Q. Nếu không có sóng Q thì chúng ta tính từ đầu sóng P đến đầu sóng R. Bình thường là sao? Bình thường là 0.12 đến 0.20 giây. Bình thường là 0.12 đến 0.20 giây. Còn thì là từ 3 ô vuông nhỏ đến gì? 5 ô vuông nhỏ.
Đó. Như vậy nếu như đầy đủ ba tiêu chuẩn này thì chúng ta xác định rằng nhịp tim này là nhịp xoay, được chưa? Nhịp tim này là nhịp xoay. Nếu đầy đủ ba tiêu chuẩn này thì chúng ta có thể nói rằng đây là nhịp xoay. Đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau ví dụ. Rồi. Bây giờ ai có thể đọc cho tôi về nhịp tim ở điện tâm đồ này? Như vậy đầu tiên hết chúng ta đọc nhịp tim, mà chúng ta đọc nè, nhịp này đều hay không đều nè, tần số bao nhiêu lần phút nè, và nhịp xoắn hay không phải nhịp xoắn. Rồi ai đọc cái này? Ai đọc cái này được? Ai đọc cái này được? Đó. Bây giờ cho tôi biết cái này á là gì? Nhịp này đều hay không đều, tần số bao nhiêu lần phút, và nhịp xoắn không phải nhịp xoắn. Đã cho vài phút ai đọc được cái này? Tổ trưởng tổ 1 đọc được ngay, cái thế hướng dẫn có thể đọc được không? Tổ trưởng tổ 1 có đi học được không? Trước tiên trả lời cho thầy có đi học được không? Tổ trưởng tổ 1 rồi, như vậy tổ trưởng tổ 1 và vắng mặt lớp trường ghi cho tôi thêm một người vắng mặt nữa là lớp phó đơn sống này, tổ trưởng tổ 1 này, lớp trường đó rồi. Rồi ghi cho tôi hai người vắng thì lớp phó đơn sống và tổ trưởng tổ 1. Rồi bây giờ tổ trưởng tổ 2 có không? Dạ có thầy. Rồi anh có thể làm cái tập này được không? Đọc nhịp tim ở cái điện tâm đồ này. Thứ nhất, nhịp này đều hay không đều, tần số bao nhiêu lần phút, và nhịp xoa không phải nhịp xoa. Đọc nữa hả? Dạ. Bây giờ theo anh nhịp này đều hay không đều? Dạ thầy là đều. À đều. Vì muốn biết đều không đều là chúng ta đo các khoảng RR với nhau đúng không? Lấy khoảng R lớn nhất từ R nhỏ nhất dưới 4 ô vuông nhỏ thì đều. Nhưng mà thật sự ra chúng ta nhìn các khoảng R này tương đối là đều, đúng không? Chúng ta đều. Bây giờ tần số bao nhiêu lần phút? Em dựa vào cách tính thứ hai là tìm một sóng R rơi vào đường cả tầm. Và tiếp theo thì tính bao nhiêu lần phút? Có thực tế này có cái sóng R nào rơi vào đường cả tầm không? Có không? Và bao nhiêu lần phút? Các bạn vẫn thấy rõ slide chứ nhỉ? Rồi để cho nhanh, chúng ta nhìn nè. Trên này không có cái đưa cái sóng R nào rơi vào đường cả tầm hết. Nhưng mà dưới này có nè. Đây, sóng R này rơi vào đường cả tầm. Nếu sóng R tiếp theo năm đây là 300, 150, 175. Như vậy là điện tâm đồ này có tần số là 75 lần phút. Được chưa? Các bạn rất là nhấn nhé. Đây là sóng R rơi vào đường kẻ đầm này. Đúng không? Rơi vào đường kẻ đầm thì điện sóng R tiếp theo này ở đây là 300, 150, 175. Đời sáu mươi đây rơi vào ô này là 75. Thấy chưa? Khoảng 75 lần phút. Được chưa? Bây giờ nhịp tim này có phải nhịp xoắn hay không? Có 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất, tiêu chuẩn thứ nhất là gì? Trước một phút bù quy ra S đều có sóng P. Các bạn thấy đây, quy ra S có sóng P, đều có sóng P hết. Cái hình này là đều có sóng P, trước một quy ra S sóng P đấy các bạn. Thấy chưa? Sóng P đây. Đó, ở đây cũng vậy. Đấy đều có sóng P trước quy ra S hết. Sóng P đây hết. Đó, đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai, hình dạng sóng P giống nhau trên một truyền đạo. Các bạn thấy này, trên truyền đạo này sóng P giống nhau hết. Sóng P giống nhau hết, đây nè, đúng chưa? Trên truyền đạo này vậy, sóng P giống nhau hết. Đó. Và tính chất sóng P nằm trong giới hạn bình thường. Tính chất có nghĩa là sao? Là thời gian của nó là 0,08 đến 0,11 giây. Tức như là không quá 3 ô vuông nhỏ. Thì các bạn thấy từ đây tới đây đâu quá 3 ô vuông nhỏ. Và chiều cao của nó không quá 2mm cũng không quá. Đó, như vậy là thỏa mãn tiêu chuẩn thứ hai. Tiêu chuẩn thứ ba là khoảng PQ bình thường. Ở đây không có sóng
Quy thì nghe tỉnh sóng gì, sóng R. Từ đầu sóng P tới đầu sóng R là từ 0,12 đến 0,20 giây, là không quá 5 ô vô, ô vô nhỏ không quá. Như vậy ở đây là thoạt màn có tiêu chuẩn của nhịp xoan. Như vậy chúng ta khẳng định đây là nhịp xoan. Cho nên chúng ta trả lời kết quả cho bệnh nhân rằng, thứ nhất về nhịp tim bệnh nhân này chúng ta trả lời này, nhịp xoan đều tần số 75 phút. Phải chưa? Nếu như giá các em một cái điện tâm đồ này thì các em sẽ đọc là gì? Nhịp xoan đều tần số 75 phút là xong nội dung thứ nhất. Phải chưa? Như vậy các bạn sẽ trả lời là nhịp xoan đều tần số 75 phút. Đó. Sau này nếu mà ai có đưa cái điện tâm đồ cho các bạn, việc đầu tiên các bạn đọc nhịp. Đọc nhịp có nghĩa đều không đều nè, rồi tần số bao nhiêu nè, rồi nhịp xoan các bạn nhịp xoan khám đọc xong rồi các bạn kết luận nhịp xoan đều tần số 75 phút. Phải chưa? Đó, như vậy nội dung thứ nhất khi đọc điện tâm đồ là chúng ta đọc nhịp. Nội dung thứ hai là chúng ta xác định trục điện tim. Nội dung thứ hai trong đọc điện tim là chúng ta xác định trục điện tim. Xác định trục điện tim. Thì để xác định trục điện tim thì có rất nhiều cách xác định trục điện tim. Nhưng có một phương pháp đạt mức chính xác khá cao mà lại rất tiền lời, đó là phương pháp ước lượng trục điện tim bằng 80 cát ba lây. 80 cát ba lây, chúng ta còn nhớ 80 cát ba lây không? Tất cả học tập 80 cát ba lây có nói chưa? Tất cả học tập đó là... Đây là do kỹ trục là đề một là vuông góc. Do ba kỹ trục đề một là bảy trục đề một đề hai đề ba là lần lượt vuông góc với avm avr avl avf nên là thì em kể từng cặp một thôi. 80 cát ở đây thì gồm có 80 cát, từ cát thứ nhất là cái gì và cái gì? Hay là đề một nó vuông góc vậy là avr, đề hai vuông góc là vuông góc với avr nữa. À dạ dạ av nhớ để xỉu năm ba được. Dạ đề mình sẽ này đề một vuông góc với ai? Dạ avf thôi. À đề một là với avf, đề hai là av, đề hai av av. Dạ để em xem lại hình đây. Dạ AB là AB L thầy. L L nha, còn D3 là AB R. Dạ. Được chưa? Và chúng ta phải đọc cái vòng tròn rồi để chúng ta nhớ D1 là 60 độ. Trục dương 60 độ, trục âm 180 độ. Đó, AVS trục dương 90 độ, trục âm gì? Âm 90 độ. Khi nào nó vuông góc với nhau được chứ, đúng không? Được chưa? D2 trục dương ở vị trí 60 độ, trục âm ở vị trí âm 120 độ. Đó. Và như vậy D AVL thì là trục dương ở vị trí âm 30 độ và trục âm ở vị trí âm 150 độ. À, đúng chưa? Đó, và tương tự như vậy chúng ta phải nhớ cái hình tròn đó để mà một xíu nữa là chúng ta làm cái tập cho dễ. Và như vậy nè, bước thứ hai trong đọc điện tim là chúng ta xác định trục điện tim. Và xác định trục điện tim có nhiều cách. Tuy nhiên người ta muốn thấy rằng cái tiền lợi nhất chính là cái phương pháp ước lượng trục điện tim bằng 80 cát ba lây. Đó. Và dĩ nhiên trong xác định trục điện tim này á, là có một cái nội dung này đó là về trục điện tim, nhưng mà thôi bởi vì ở đây chúng ta không có học trực tiếp cho nên tôi không hướng dẫn cách về trục điện tim, nên chúng ta chỉ nói là xác định trục điện tim thôi. Thì trục điện tim đây các bạn thấy đây 80 cát ba lây, nhưng vừa nói đây 30 cát này, 80 cát ba lây gồm 30 cát D1 này, AVF này, phải chưa, D2 này và AVL này và D3 này là AVR này, và tạo thành cái hình tròn trục cát này, phải chưa, thế này trục D1 vuông góc với trục AVF. Đó, cái này hình tròn này là chúng ta luôn luôn phải nhớ để mà xin là chúng ta xác định trục điện tim. Bây giờ xác định trục điện tim theo 80 cát ba lây thì có mấy bước như sau, có mấy bước như sau.
Bước đầu tiên, bước đầu tiên là chúng ta tính số đó gấp điện, gấp cục điện tín trước đã, thấy chưa? Đó. Bây giờ tính số đó gấp của trục điện tín thì gồm có bốn bước, trong cái xác định trục điện tín đầu tiên hết, chúng ta tính số đó gấp của trục điện tín sẽ gồm có bốn bước. Bước một, trong xã hội truyền đạo ngoài biên, xác định truyền đạo A là truyền đạo có biến độ đại số của quy RS gần bằng không. Đó. Trong xã hội truyền đạo ngoài biên, xác định truyền đạo A là truyền đạo có biến độ đại số của quy RS gần bằng không. Thì biến độ đại số có nghĩa là sao? Đây, ví dụ biến độ đại số thì chúng ta thấy nè, ở đây vì đây là sóng QRS, ở đây chúng ta thấy không có sóng Q cũng không có sóng S, chỉ có sóng R là chướng thôi, thấy chưa? Còn hoặc ở đây chúng ta thấy biến độ đại số có nghĩa là tầm Q cộng R cộng S. Ví dụ ở đây các bạn thấy là ở đây không có sóng Q, sóng Q là sóng âm, sóng R là sóng dương, sóng S là sóng âm. Thì các bạn thấy đây nè, sóng Q ở đây, sóng R ở đây là dương mấy, dương 8, nhưng mà sóng S là âm 2. Như vậy tổng biến độ đại số có thể là sóng R cộng sóng S, mà R là 8, dương 8 cộng với âm 2, như vậy biến độ đại số của nó là 6. Các bạn hiểu ý không? Đó, vì sóng R là sóng dương, sóng Q là sóng âm, sóng S là sóng âm, cho nên biến độ đại số có nghĩa là cộng 3 cái sóng này lại. Đó. Thì các bạn thấy như hình này này, sóng R là dương 8, người ta đo được dương 8, 8 ô vuông nhỏ đó. Còn sóng S là âm 2, dưới đây là âm 2. Thì vậy 8 cộng với âm 2 là 6, như biến độ đại số của cái phức bộ này là 6. Đó, biến độ đại số là như vậy đó các bạn. Đó. Như vậy trong cái bước này, các bạn gì? Trong xã hội truyền đạo ngoài biên, xác định truyền đạo A là truyền đạo có biến độ đại số với S gần bằng 0. Ví dụ ở đây, xã hội truyền đạo ngoài biên là gồm truyền đạo nào lớp trường? Xã hội truyền đạo ngoài biên là gồm cả truyền đạo A. Sáu truyền đạo. Sáu truyền đạo ngoài biên là truyền đạo A. Không quên rồi thầy. Lớp phải học tập. Sáu truyền đạo ngoài biên là sáu truyền đạo A. Dạ là gồm D1, D2, D3, AVR, AVL vậy ạ. AVF thôi. Thầy chứ các bạn không phải ít tập trung. Chúng ta nói khi đo điện tín, chúng ta đo 12 truyền đạo, 6 truyền đạo ngoài biên và 6 truyền đạo trước tiên. Vì sao gọi là 6 truyền đạo ngoài biên? Vì 6 truyền đạo ngoài biên vì điện cực là đặt ở các chi, là gồm cả D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF như bạn đã học tập nói. Còn 6 truyền đạo trước tiên là V1 cho đến V6. Cho nên là cái đơn giản, chứ các bạn không tập trung cái đó có gì phức tạp thì chúng ta hiểu đó. Như vậy nè, sáu truyền đạo ngoài biên như bạn lớp học tập nói là đúng rồi đó, gồm cả D1, D2, D3, AVR, AVL và AVS. Thì bước 1 để mà xác định, để tỉnh số đó gốc alpha và trục điện tín á, thì chúng ta xác định truyền đạo A là truyền đạo có QRS gần bằng 0, tức là biến độ đại số QRS gần 0. Thì là trong đây các bạn thấy có cái truyền đạo nào mà có biến độ đại số QRS gần bằng 0? Ai phát hiện ra? Ai phát hiện ra trong sáu truyền đạo tính hình đó thì truyền đạo nào có QRS gần bằng 0? Ai phát hiện ra? D1 với D3 thôi. D1 với D3 là vì sao em nói là biến độ đại số QRS gần bằng 0? Biến độ đại số QRS có nghĩa là chúng ta lấy biến độ đại số của sóng Q cộng sóng R cộng sóng S là nó tiệt tiêu nhau, vì sóng R sóng dương, sóng S là sóng Q là sóng âm. Đó, thì ở đây D1 và D3 có QRS và tiệt tiêu nhau không? AVL không thầy. Được, cái trống này là cái gì? Cái gì ai nói được? AVL không? Cái nào có QRS gần bằng không? Các bạn thấy là D1 sóng R dưới rất là cao, sóng S là âm xỉu, sóng Q âm xỉu thôi. Cái này về R cao lắm. Cái này thì gì? Sóng R có xíu xíu và sóng S rất là cao. Còn ở đây nè, sóng R cao vô cùng luôn. Ở đây có sóng R là bao nhiêu ô? 1, 2, 3, 4. Sóng S cũng 1, 2, 3, 4.
đúng không? Như vậy sóng R dương sóng S âm nè, hai cái này gần như là cộng là triệt điểm nhau nè, âm dương triệt điểm nhau. Như vậy ở đây A với R chính là chuyển tạo A, vì nó có biến đổi là số Q S cộng 0. Các bạn hiểu Q S cộng 0 chưa? Q S cộng nghĩa là lấy sóng Q nè cộng với sóng R nè cộng với sóng S nè. Ví dụ đấy nè, ở đây sóng Q là một ô nhỏ là âm 1 nè, sóng R là gì? Dương 11 nè, và sóng S là hầu như không thấy. Như vậy âm 1 cộng dương 11 là mới dương ngưới, đâu vẫn bằng 0. Nhưng ở đây cũng có thấy nè, sóng R là dương nè, 1 nè, 2, 3, 4 nè, sóng S nè, 1, 2, 3, 4 nè, hoặc 3, 5 nè. Như vậy là âm dương cộng lại nè, là gần bằng 0 nè. Như vậy trong tất cả cái này, hầu như cái này là gần bằng 0. Cho nên chúng ta nói cái này là gì? Chuyển tạo A. Được chưa? Đó. Như vậy bước 1 là trong sáu chuyển tạo ngoài biên, chúng ta nhớ sáu chuyển tạo ngoài biên là chuyển tạo nào đó, thì chúng ta xem từ chuyển tạo nào mà có biến độ đại số cái gần bằng không thì chúng ta gọi đó là chuyển tạo A. Được chưa? Đó bước số 1. Đây như vậy ở đây chuyển tạo A chính là chuyển tạo A với L. Đó vì có QAS gần bằng không. Bước 2. Chuyển tạo B. Xác định chuyển tạo B là chuyển tạo cùng cặp với chuyển tạo A trên hệ trục cát ba này. Rồi bây giờ các bạn xem cái hình này, các bạn làm bước 1 và bước 2. Bước 1 chúng ta vừa rồi thì bước 2 là chuyển tạo nào là chuyển tạo B. Ai cho ý kiến chuyển tạo nào là chuyển tạo B? B 2 thôi. Hả? Dạ. Mà to lên mình dạng đấy. Chuyển tạo nào là chuyển tạo B? B 2. Đúng rồi, vì vừa rồi chúng ta xác định A. A chính là cái gì? A với L. Như vậy B là chuyển tạo cung cấp với chuyển tạo A trên hệ trục cát ba lê, mình có biết rồi. Cung cấp với A với L chính là D, D2. Như vậy chuyển tạo bước thứ hai ở đây chuyển tạo B chính là D2. Thấy chưa? Như vậy cái này quả dễ đúng không? Đó, chuyển tạo này chuyển tạo D2. Rồi bước 3. Bước 3 là gì? Nhận xét biến độ đại số QRS trên chuyển tạo B, nếu nó mang giá trị dương thì hướng của trục điện tiến trung với trục dương của chuyển tạo B, nếu nó mang giá trị âm thì hướng của trục điện tiến ngược chiều với chiều dương của chuyển tạo B, hay là cách khác là chỉ trung và chiều âm của chuyển tạo B đó. Bây giờ chúng ta xem. Rồi bây giờ ai nói rằng là hướng của cái trục điện tiến của cái trục điện tiến này á, là ở góc bao nhiêu độ? Bây giờ tôi nói làm thử cho các bạn. Bây giờ bước 1 là xác định chuyển tạo A là chuyển tạo có QRS gần bằng 0, thì chúng ta xác định vừa rồi là A với N. Bước 2 xác định chuyển tạo B là chuyển tạo cung cấp với A với L trên hệ trục cát ba lê chính là D2. Được chưa? Bước 3 nhận xét QRS trên D2 như thế nào các bạn? Dương hay là âm đây? Dương hay âm? Dương rồi. Nhận xét biến độ đại số QRS trên chuyển tạo B, nó mang giá trị dương hay giá trị âm đây? Trả lời. Dương hay âm? Dương. Dương rõ đây. Dương càng âm hơn người nó khác. Dương đúng không? Thì người ta nói này, nếu mang giá trị dương thì hưởng trục điện tiến trung và trục dương của chuyển tạo B. Và chuyển tạo B là chuyển tạo D2 đúng không? Như vậy trục dương của D2 nằm ở vị trí nào trên vòng tròn điện tiến nữa? Phải nằm ở vị trí dương 60 độ không? Dương 60 độ. Như vậy bước 3 cho chúng ta thấy rằng thấy chưa? Hưởng trục điện tiến này sẽ trung với trục dương của chuyển tạo B. Con nghĩ mà âm thì trục và trung âm là chuyển tạo B ở vị trí là âm 120 độ. Thấy chưa? Đó, đây dưới 60 độ thì đây âm 120 độ, vì hẳn là phải 180 độ. Như vậy, trục dương của D2 ở 60 độ, thì như vậy hướng trục điện tiến của điện tâm độ này nè, nó nằm ở vị trí dưới 60 độ. Đó. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta làm thử cái hình này, làm thử ví dụ 3 bước cho tôi. Rồi suy nghĩ đi, 3 bước cho các bạn, suy nghĩ 3 bước. Rồi chúng ta tính ra không? Chúng ta làm ba bước ở cái sai thử. Bước 1 là xác định chuyển tạo A, bước 2 là xác định chuyển tạo B, và bước 3 là sai thử là tập trung với cái hướng tập trung với cả bao nhiêu độ đó.
Rồi ai làm bài này được? Ai làm bài này được? Bây giờ bước 1, xác định chuyện nào A là chuyện nào là A. Ai nào được? D1. À đúng rồi, chuyện nào A chuyện là chuyện nào D1. Bây giờ chuyện nào B là chuyện nào nào? ABF. Yeah, chưa? Bước 3, nhận xét biên độ đại số trên ABF dương hay âm? Âm. Âm ạ. Dương hay âm? Âm. Cho nên trục điện tim trung và trục âm của ABF. ABF là trục dương ở vị trí dưới 90 độ, còn trục âm ở vị trí âm 90 độ. Thấy chưa? Đó, nhưng mà trục điện tim và trung và cái này đó. Rồi, 3 thứ 2. Chuyện nào là chuyện nào A? Chuyện nào là chuyện nào A các bạn? D2 là chuyện nào A? Vì quy ác cho mình khống thế. Như vậy chuyện nào B là chuyện nào? AVL. AVL. Rồi bước 3, nhận xét biến đổi số quy ác trên AVL là dưới âm. Dương. Đến trục điện tim trung và trục dương của AVN ở vị trí âm 30 độ. Thế các bạn phải nhớ vòng tròn điện tim và trung dương là đằng nào? Âm 30 độ, thấy chưa? Đó, bây giờ bước 4 này. Nhận xét biên độ VS trên chuyển đạo A. Nếu nó bằng 0 thì không cần điều chỉnh. Nếu nó hơi dương nhẹ thì quái ngọt có tới trục điện tim xác định là bước 3. Một góc 15 độ hướng về trục dương của chuyển đạo A. Nếu âm nhẹ thì quay ngọn của vector tim một góc 15 độ hướng về trục âm của chuyển đạo A. Từ đó ta xác định được số đó của alpha của trục điện tim. Ví dụ đây. Bây giờ bước 1 nè. Bước 1 là A chính là D2. Bởi vì quy ác bằng 0. Bước 2 B cùng cặp với A trên trong các ra chỉnh A với L, đúng chưa? Bước 3 nhận xét cũng là AB là BA. À, bước 3 là nhận xét liền, vừa tìm ra B thì nhận xét biến đổi số trên B liền là B dương. Cho nên là trung bình trục dương của AVL là âm 30 độ. Thấy chưa? Bước 4 bắt đầu nhận xét biến đổi số của trên A. Thấy chưa? Đầu tiên xác định A, sau đó xác định B. Xác định B xong là nhận xét biến đổi số ghép trên B, sau đó tự ngược lại nhận xét biến đổi số trên A. Bây giờ bước 4 nhận xét biến đổi đại số trên A. Thì các bạn thấy ở đây này, ở đây 4 ô có nghĩa là bằng 0. Bằng 0 thì có nghĩa là không cần di chuyển. Như vậy là chúng ta xác định góc alpha đây là âm 30 độ. Đúng chưa? Còn giả sử ở đây mà AR nó dương hơn S âm này, thì quay về chiều dương của A một góc 15 độ. Chiều dương của A là chiều D2, đây. Trục dương của D2 nằm đây. Như vậy chỗ này mình phải quay về trục dương của A 15 độ. Như vậy alpha bây giờ là âm 15 độ, đúng không? Còn thì AR này nhỏ hơn S này thì quay về chiều âm của D2. Chiều âm của D2 ở đây này nằm ở âm này, chứ mà cái này nó quay về chiều âm. Như vậy alpha đây là âm 45 độ. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Đó. Như vậy bước 1 là xác định A và D2. Bước 2 xác định B chính là A với N. Bước 3 nhận xét biến độ đại số của gì? Của B thì là của AVL là dương, cho nên nó trung và trục dương của AVL là âm 30 độ. Bước 4 nhận xét biến đổi số trên A và trên D2 này nếu bằng 0 thì để nguyên không di chuyển gì cả, góc alpha bây giờ là âm 30 độ, đúng chưa? Còn nếu như cái này mà dương hơn thì quay về chiều dương của A, chiều dương của D2 nằm chỗ này đấy. Như vậy là phải quay về đây còn âm 15 độ. Còn nếu là âm là quay về chiều âm của D2 là quay ngược lại đây. Rồi bây giờ âm là 45 độ. Thấy chưa? Đó chính là bước 4. Rồi bây giờ chúng ta làm cái này 4 bước. Chúng ta vừa làm 3 bước rồi. Bây giờ trong cái điện tâm đồ này D1 là gì đấy? Là A. D1 và A này. Đó, quy gặp bằng 0. Đó. Và B chính là A với A. Đây, B là A với A. Và bước 3, nhận xét trên B là A với F là âm. Cho nên trục vừa tiếng là trung và trục âm của A với F là âm 90 độ. Bây giờ bước 4 là nhận xét trên A. Rõ ràng nó chỉ hơi âm. Chỉ quay về chiều âm của D1.
đấy là chiều dương lên một, đây là chiều âm lên một, chứ cái này quay về chiều âm của đêm một là 15 độ nữa. Thì như vậy là nó sẽ là âm 105 độ. Từ âm 90 độ thì bây giờ là âm 105 độ. Thấy chưa? Đó, đó là bước 4. Thì các bạn về và các bạn phải chỉ đọc kỳ để các bạn cho được. Thấy chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ nói tới cái hình này. Đây. Các bạn thấy đó, bây giờ xác định A là cái nào? À, A là cái AVR này. Quy cộng quy ác cộng 0 này. Thấy chưa? Như vậy B là chính và là gì? Là D3. Đây là D3 đây. B là D3. D3 dương. Cho nên trục điện tính của này là trung và trục dương của D3 là ở dương 120 độ. Đó. Bây giờ có thì cái này dương hay âm? À, như vậy đó ra cái AVR là hơi dương. Đó. Cho nên chúng ta quay trục điện tính về chiều dương của AVL ở chỗ này. Như vậy từ 120 độ chúng ta quay thêm một xíu thành là một âm 135 độ. Đó. Đó tôi nói ví dụ ta dương 135 độ. Đó chính là bốn cái bước xác định trục điện tim. Đó. Và để tiếp theo bạn là nhận xét trục điện tim. Đó. Thì trục điện tim thì sẽ có bốn cái loại, thứ nhất là trục trung gian hay còn là trục bình thường. Thứ hai là trục trái, thứ ba là trục phải và thứ tư là trục vô định. Và dĩ nhiên chúng ta có alpha thì chúng ta biết được là nó là như thế nào. Tuy nhiên một cái cách khác để cho nhanh đó chính là cái gì? Nhận xét trục điện tim mà dựa vào cái D1 và AVS. Đó, dựa vào phức bộ BS ở D1 và AVS. Nếu phức bộ BS ở D1 và AVS đều dương thì trục điện tim là trục trung gian. Nếu như dương ở D1 ấm ở AVS thì là trục trái. Còn nếu như dương ở AVS mà ấm ở D1 thì người ta gọi là trục phải. Và cả hai cái cùng âm thì là trục vô định. Bây giờ ta nhìn nè. Đây các bạn. Đây. Nếu như chúng ta nhìn thấy quý ARS ở D1, ở D1 và AVS đều dương, phải chưa? Quý ARS D1 và AVS đều dương thì trục điện tim là trục bình thường hay là trục trung gian. Phải chưa? Còn nếu chúng ta nhìn nếu như mà D1 á là vẫn dương mà AVS âm thì đây là trục trái, còn D1 âm AVS mà dương là trục phải, và hai cái cùng âm thì tôi gọi là trục vô định. Đó. Và sau khi mà chúng ta có kết quả rồi thì chúng ta trả lời cho xác định trục điện tim là gì? Trục gì? Trục trung gian alpha là 60 độ chẳng hạn, hay là trục gì? Trục phải alpha 7 độ đó. Đó thì chúng ta kết luận như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại cái này thì chúng ta xem cái hình này, chúng ta bình luận về nhận xét trục điện tim. Đây chẳng hạn đây thì đầu tiên hết á, là chúng ta xác định á, là alpha đấy là bao nhiêu, bước một nè, thứ hai là a thì AVL là b, AVL dương trên trục điện tim trung và trục dương là âm 30 độ, trục dương AVL là âm 30 độ, và chúng ta nhận xét bên a là bằng không trên cái này âm 30 độ không cần di chuyển. Đó, như vậy chúng ta xác định alpha là âm 30 độ. Bây giờ có từ âm 30 độ nên là trục nào? Trục bộ là trục trung gian, trục gì? Trục trung gian, trục bình thường, trục phải, trục trái và trục vô định. Thì bây giờ chúng ta nhận xét với ác tính D1 và A với S. Đây, D1 dương, A với S âm. Thấy chưa? Hai cái cùng dương là trục gì? Là trục trung gian. Nhưng mà D1 dương, A với S âm, trục này là trục gì? Trục trái. Đó, như vậy chúng ta nhận xét cái gì? Trục điện tim và trục trái và alpha là âm 30 độ. Trên trục trái alpha là âm 30 độ. Đó. Thì như vậy hôm nay đối với cái phần điện tâm đồ cơ bản, đó, thầy đã hướng dẫn các em làm cái lý thuyết về điện tâm đồ và cách ghi điện tâm đồ, cách đọc điện tâm đồ, thì chúng ta chỉ đọc hai nội dung thôi. Nội dung thứ nhất là xác định nhịp tim, đó là có ba cái. Đó là nhịp tim đều không đều, tần số tim là 35 phút và nhịp xoắn không phải nhịp xoắn. Đó. Và nội dung thứ hai là xác định trục điện tim. Thì xác định trục điện tim chúng ta nhớ có bốn loại trục, là trục trung gian, trục phải, trục trái và trục vô định. Đó. Và cách tính gốc alpha của trục điện tim gồm có bốn bước. Thì dĩ nhiên đây là một cái lĩnh vực mới đối với các em. Các em muốn mà nắm kỹ thì các em phải về đọc nữa. Chữ trong cái phần
thầy giảng này thì các bạn tôi nhìn nét lớn nhưng các bạn rất là mơ hồ, chứ các bạn nào đó thấy là thể hiện rõ không? Nhưng mà nó đừng buồn cho lớp khác, thầy giảng thầy họ rất là tiếp thu nhanh, lớp này xã nó hình như không tập trung hay sao á, thầy ngọc bạn cũng không được nhắn lắm phải chưa? Thì như vậy muốn như vậy là phải khắc phục và phải đọc lại nữa, vì thiệt tình nó sách tiền tím á, thì trên mạng cũng rất là nhiều đó, chứ các bạn về nghiên cứu liền đây xung quanh đúng chưa đó. Ở đấy thì thiếu một cả là phà tiền đạt được tiền tím là bởi vì không thể giải trực tiếp, chứ thầy hướng dẫn nó thì có bà hơi rất là vất vả thế này, để các bạn về học thêm cải tập thêm cái phần mà đạt được tiền tím nữa đó, và trực tiếp nữa. Rồi bây giờ trước khi kết thúc thì các bạn nào thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Lớp trưởng? Dạ không ạ. Lớp trưởng có thắc mắc gì không em? Dạ không. Dạ thầy ơi. Hả? À rồi. Dạ em thắc mắc mấy chỗ đoàn tính chất cô bé ạ. À. Dạ. Chất cô bé lắm em. Dạ cái chiều ngang là... chiều ngang là thời gian đúng không ạ? Còn chiều dọc là biến đồ à, ở đây chúng ta chỉ nói biến đồ thôi, không là thời gian. Chúng ta xác định á, à, góc alpha chúng ta dựa vào biến đồ quý là s tính a tính b rồi vậy thôi, chứ chúng ta không dựa vào thời gian nha. Biến đồ là chiều cao á, âm hay dương thôi. Tại vì ở đây s nè, a là gì, còn s gần bằng không, biến đồ gần bằng không, còn là a nè, 1 2 3 4 4 ô s 1 2 3 4 tính là ar là dương 4, s là âm 4 thì cộng lại là bằng không, đó là biến đồ chứ không tính thời gian. A xác định A là chuyển đạo mà có biến đồ đại số quý RS gần bằng không. Biến đồ đại số này muốn nói về biến đồ là cái chiều cao chứ không là thời gian em nhỉ. Rồi được chưa, còn thắc mắc gì nữa không? Dạ ngay cả cái tư ngữ nói rối, chuyển đạo mà có biến đồ đại số quý RS gần, biến đồ chính là chiều cao, còn thời gian là khác, thời gian là biên ngang, còn biên độ là bế, bị dọc, bị cáo á, được chưa? Rồi còn gì thắc mắc nữa? Còn gì thắc mắc nữa không? Còn dĩ nhiên các bạn sẽ gì, con vẫn tụng làm chưa thẩm đâu, muốn rồi là phải về đọc cho kỳ lên đây, chứ chưa hết được đâu. Đó, về đọc cho kỳ là có gì thắc mắc thì là hỏi tiếp thầy, được chưa? Chứ con chưa đọc không kỳ thế chiều. Dạ thầy ơi. À mãi nhiên hơi lạ cái đây. Cứ hỏi đi thầy, ngay đây đâu mà. Dạ. Sao? Ý của em hỏi là cái tính chất của bên nằm trong giới hạn đó thầy. Nên chỗ biên độ của nó là nhỏ hơn 2mm là mấy ô thầy? Đúng rồi, ai cứ hỏi đi. Dạ, tính chất của B nằm trong giới hạn thôi. Là nhỏ hơn 2mm là nhỏ hơn mấy ô thầy? À. Là 2 ô, 1 ô chúng ta nói đâu, định chuẩn đâu. Tính chất của B nằm trong giới hạn thời gian là từ 0.08 đến 0.11 giây, và chúng ta biết rồi, một ô vuông nhỏ là 0.04 giây là bên ngang. Còn biến độ không quá 2mm mà chúng ta biết rồi, một ô vuông nhỏ là 1mm thì không quá 2 ô nhỏ, có nghĩa là không quá 2 ô, không quá 2mm có nghĩa là không quá 2 ô vuông nhỏ. Dạ anh có thấy ạ. Cái phong định chuẩn mình quy ước đó, mình quy ước một ô vuông nhỏ là bề ngang là 0.04 giây, còn bề cao là 1mm là tương 0.1 mV đó. Được
được chưa? Một ố vuông nhỏ họ nghĩa là 1mm chiều ngang là tương đương 0,04 giây, còn 1mm chiều cao á là tương đương tĩnh thép là chiều dọc á còn là tương đương 0,1mV là 1mm à em? Dạ dạ em hiểu rồi. Trời hay à. 1mm là một ố vuông nhỏ đó. Rồi được chưa? Dạ. Được rồi. Thêm một chi nữa. Thầy ơi, mình xác định trục điện tiên để làm gì vậy thầy? Đồng ý chưa? Phải học tập. Được chưa? Rõ chưa? Dạ, 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 đúng rồi. Rõ chưa? Rõ chưa? Chưa rõ cứ hỏi. Các bạn về nè, các bạn có là cái định chuẩn. Đó, tôi thấy các bạn con lũng tụng cái này làm định chuẩn á. Một ố vuông nhỏ là gốc cái hình vuông này á. Vuông nhỏ đây là có cái cành á là 1mm. 1mm về ngang là tương đương 0,04 giây, còn về dọc á thì tương đương với gì? À, 0,1mV đó. Thì kiềm cự căn của hẳn là 1mm thôi đó. Còn ô vuông lớn sẽ là 5mm và cái căn của nó là 5mm đó. Rồi có á thắc mắc gì được không? Lớp trưởng có thắc mắc gì nữa? Lớp trưởng không. Thầy ơi. Rồi. Thầy ơi chứ không? Dạ không. Thầy không nghe rõ. Dạ không có thắc mắc gì nữa. Dạ em có thắc mắc nữa. Ủa chứ đang không thầy trả lời. Bà nói sao? Bà nói vị thứ chứ đoan là sao thấy nghe nữa. Dạ em không có thắc mắc nhé. Mà có bằng Dương Nghĩa có thắc mắc thầy. Để cho em bà hỏi. Bà vị thứ chứ đoan là sao thầy... về lớp học trong. Và bạn Vi Thư chị Đoàn không có thắc mắc gì, bạn Nghĩa có thắc mắc thầy ơi. Lớp học tập đó rồi. Con nghe thầy nói không? Dạ con thầy ơi, bạn Nghĩa có thắc mắc thầy. Mà hàng giờ sao? Rồi, em cứ nghe thầy nói không? Dạ. Ơi đó, cứ nói đi thầy nghe rồi đấy mà. À. Rồi. À, không thắc mắc thì chúng ta nghỉ ấy. Rồi, ai thắc mắc thì cứ nói nếu đấy. Rồi bạn nào thắc mắc thì nếu đấy. À, rồi bạn Dương Nghĩa thắc mắc thì bạn nói đi. Alo thầy nghe em không thầy? Ờ, nhưng mà thầy bằng nghiệt không nói nữa, bằng nghiệt nói nửa chân là tắt, nửa chân tắt điều mic của bạn vì sao vậy không biết. Bạn nào nghe rõ bằng nghiệt thắc mắc thì nói giùm thầy với. Thầy chơi này chứ. Rồi. Rồi thì nói đi, là to lên cho thầy nghe thử. Dạ là xác định trục điện tiên bị làm gì thầy? Đó, họ thắc mắc đó mà thầy không nói, không nghe, bạn đó nói gì hết. Các bạn còn nghe bằng nghĩa nói không? Bạn chưa hỏi thầy. Lớp trường... tức như là bạn mà muốn hỏi là xác định trục điện tiên 15 gì hả? Rất có ý nghĩa các bạn. Trục đúng giá còn nghĩa là tiếng người ta bình thường phi đại bên chỗ tiếng phải, trục trái thì thường thường là sẽ phi đại tiếng trái đó. Xác định trục điện tiếng là cho chúng ta biết được cái hình thái của tiếng là sẽ như thế nào, biết không? Còn bị dày nhì dày thấp rồi hết đó. Xác định trục điện tiếng để biết được tiếng của chúng ta đó. Về hình thái có thay đổi hay không?
Vì tim chúng ta bình thường, hình thái bình thường á thì là trục trung gia. Còn khi mà chúng ta bị dày thấp á, đó, bị dày thấp phải thường thường sẽ dẫn đến trục phải, mà dày thấp trái hả? Được chưa? Nè, Vi đang xem nói mà mấy bạn không nghe hả? Em đang để thôi đi nè. Chứ em nói về lớp á, là thắc mắc gì rồi có mẹ thầy sẽ giải đáp được thì. Chứ chừng mà chơi cái màn á là cũng rất là khó. Rồi hỉ. Rồi rồi. Rồi thôi bây giờ nè, vì cái màn á hành có vấn đề cho nên là thôi bây giờ các bạn thắc mắc gì rồi các bạn gửi comment thì thầy sẽ trả lời, hoặc là điện thoại nhắn cái số điện thoại cho thầy rồi thầy sẽ trả lời qua điện thoại cũng được, chứ còn như vậy rất là mất thời gian. Rồi bây giờ chúng ta tạm nghỉ ở đây nhỉ. Lớp phó học tập con nghe thầy nói không? Có đây. Dạ có. À chưa nghe thầy thầy. thầy đi nghe. Thôi được, các bạn mà có thắc mắc gì á thì các bạn gửi qua mail hoặc là điện trực tiếp cho thầy. Hả? Chưa nghe chưa? Không nghe hả? Rồi thôi chúng ta nghỉ đi, để có gì đó chúng ta nhận qua điện thoại.